Chương 27. Khổng Hữu Danh là một kỹ sư về nghệ thuật. Hồ Mộc Kỳ thay đổi phòng cho Lộ Sang và trang trí vô cùng đẹp mắt. Không khí trong gian phòng khiến ai có tánh cũng phải khen ngợi. Lộ Sang hỏi Hồ Mộc Kỳ gian phòng này mỗi tháng thuê bao nhiêu tiền, bao gồm cả phòng khách và tất cả đồ trang bị cho gian phòng thêm xinh đẹp. Hồ Mộc Kỳ chỉ cười mà không đáp. Dọn về đây 2 ngày, Lộ Sang vô cùng khỏe khoắn. Lắm khi nàng tưởng đây là kim ốc tàn kiều. Hồ Mộc Cơ đã có vợ, Lộ Sang ước mong chàng đừng nghĩ đến chuyện riêng tư mà gây thêm nhiều phiền phức. Đến 5 giờ thì Hồ Mộc Kỳ đến dùng cơm cùng bạn học. Hiện giờ đã 4 giờ rưỡi, nàng phải trang điểm. Đến bàn trang điểm, bỗng nhiên Lộ Sang cảm nghĩ đời người không khác một màn hí kịch. Mới hôm nào, lúc trang điểm phải quỳ gối bên chiếc bàn thấp mà thoa son đánh phấn, hiện giờ đã biến thành một phụ nữ sang trọng. Lộ Sang tự cảnh giác, cuộc gặp gỡ hôm nay vô cùng quan trọng. Nếu vị bạn học của Hồ Mộc Kỳ không có ấn tượng tốt với nàng mà không buồn giới thiệu thì hy vọng sẽ tiêu tan theo mây khói. Nghĩ đến đó, nàng trang điểm vô cùng thận trọng. Vì thì giờ vẫn còn nhiều nên trang điểm cho kỹ lưỡng. Nàng nhìn trong gương tự nói với mình. Trang điểm xong, kim đồng hồ chỉ kém 5 phút là 6 giờ. Nàng mở tủ lấy bộ đồ mới màu không nhạt lắm mặc vào, trông giống như cô dâu mới. Nghĩ đến cô dâu mới, Lộ Sang nhớ mà buồn cho mình. Một cô gái đã 2 lần làm cô dâu mới, rốt cuộc không có người chồng nào cả, thật đáng buồn. Nàng mặc áo mới vào xong, đến trước kính mà xem lại một lần nữa. Đang khi ngắm lại hình dáng, bỗng nghe tiếng chuông cửa reo vang. Chắc chắn họ đã đến rồi. Tim nàng đập mạnh, bước ra mở cửa. Quả nhiên Hồ Mộc Kỳ đến. Anh ta có dắt theo một người trai dáng khỏe mạnh. Lộ Sang nhếch miệng tươi cười mà tiếp khách. Hồ Mộc Kỳ giới thiệu: cô Hà Lộ Sang, bạn học cũ. Anh Dương Tương Hoa cũng là bạn học. Quang nghênh Dương Tương Sinh, xin mời vào. Dương Tương Hoa liếc xem Lộ Sang như dò xét. Chúng tôi đến khuấy rầy cô Lộ Sang. Lộ Sang mỉm cười rồi nói: các anh đến sợ e không đủ sức đãi đằng chu đáo chứ. Hồ Mộc Kỳ giọng trầm trầm: nếu các người cứ khách sáo mãi, dành để cho 2 chân tôi mỏi rụng sẽ phản kháng tức khắc. Cả 3 cùng cười. Lộ Sang mời đến phòng khách, ân cần rót 2 ly trà. Hồ Mộc Kỳ nói: Lộ Sang, tới gái đâu mà cô bận quá vậy? Tới gái? Có bao giờ mướn tới gái? Trong phút chốc, nàng hiểu rõ dụng ý của Hồ Mộc Kỳ. Chàng muốn đỡ cho nàng có mặt mày với khách. Do đó, tay nàng bưng ly trà trao tận tay chàng. Miệng nàng tươi cười nói: cô tớ gái có việc nhà nên xin nghỉ rồi. Chàng ngầm hiểu nàng chẳng những đẹp lại rất thông minh. Dương Tương Hoa tiếp ly trà và nhìn kỹ nàng, quả là một phụ nữ có vẻ đẹp rất hiếm. Chàng lấy làm lạ, tại sao từ trước không nghe Hồ Mộc Kỳ đề cập đến cô bạn học có vẻ đẹp mặn mà này. Còn Lỗ Sang, nàng nhận xét Dương Tương Hoa là nhân tài tuổi trẻ chỉ vì nàng rất kỳ vọng vào ngành ca hát. Nhưng nàng nhớ lời mẹ thường nói, những người tuổi còn quá trẻ không nên quá tin tưởng vào họ. 3 người cùng nghĩ riêng theo ý mình khiến cho gian nhà khách trở nên vắng lặng. Vì lát sau Lộ Sang nói: nghe anh Kỳ nói tiên sinh đi Đài Bắc. Dương Tương Hoa đặt ly trà lên bàn nói: đúng vậy, chỉ vì công việc giải quyết sớm nên tôi về trước 1 ngày. Hồ Mộc Kỳ bèn nói cà rỡn: mình tưởng đâu Dương quá ham vui mà quên về chứ. Khi tiếp điện thoại, mình không dám tin là tai mình nghe rõ. Không khí trong gian phòng khách trở nên vui nhộn. Họ cùng nhau nói cười cười, đầy tính chất nghệ thuật. Bỗng nghe tiếng chuông cửa reo vang. Nhất định họ mang cơm đến rồi. Lộ Sang vừa nói vừa đi ra. Nàng trở vô nói: tôi gọi mấy món đạm bạc để đãi 2 vị cùng tôi dùng một bữa. Dương Tương Hoa nói: cô Lộ Sang quá khiêm nhượng. Đúng rồi, cô bạn học cũ của tôi quá khiêm nhượng. Xin mời 2 anh dùng. Hồ Mộc Kỳ lại đùa cợt: nếu tôi biết cô gọi quá nhiều món ăn thì tôi không dùng bữa trưa tại nhà rồi. Họ cùng ngồi vào bàn ăn. Lộ Sang tự tay rót rượu mời. Dương Tương Hoa đưa tay cản bình rượu lại nói: cô hãy để đó cho tôi, chưa bao giờ Nam Nhi lại để cho người đẹp rót rượu mời. Mộc Kỳ vẫn kiên trì nói: càng hay, Dương, anh không nên cướp quyền chỉ nhân. Lộ Sang đắc ý nói: bạn học cũ của tôi nói rất công bình. Dương tiên sinh, mời ông cứ tự nhiên. Ồ, hôm nay nhất định không làm gì cả, chỉ biết ăn thôi. Lời nói của Dương Tương Hoa khiến Hồ Mộc Kỳ và Lỗ Sang cùng tức cười. Bọn họ đều xưng hô như thế,
Dương Tương Hoa thì gọi Hồ Mộc Kỳ bằng Hồ, Hồ Mộc Kỳ gọi Dương Tương Hoa bằng Dương. Khi còn ở đại học, bọn họ thấy Hồ Mộc Kỳ và Dương Tương Hoa cùng đi với nhau, họ bảo: "Kìa, Dương Hộ Tử đã đến." Chỉ cần bao nhiêu đó, bạn học biết Dương Tương Hoa và Hồ Mộc Kỳ. Qua ba tuần rượu, Lộ Sang muốn đứng dậy rót thêm, Hồ Mộc Kỳ cản lại nói: "Lộ Sang, Dương không phải người khách xa lạ gì, kính rượu thì tôi đồng ý, nhưng đứng dậy để rót rượu thì tôi không tán thành." Lộ Sang bèn ngồi xuống nói: "Hay lắm Dương tương sinh, tôi không biết uống rượu, trong khi đại khách cho phép tôi tùy tiện, nhưng ý tôi vẫn thành tâm mời khách cạn chén." Dương Tương Hoa khen tưởng: "Cô Lộ Sang nói chuyện hay quá, tôi và Hồ không thể bị kịp." Hồ Mộc Kỳ cất cao chén rượu: "Dương, nên cạn chén mới đúng." "Hồ, có lẽ nghe nói hay, nhà ngươi cũng tùy ý muốn uống thế nào cũng được sao?" "Đương nhiên rồi, chỉ vì mình không nhận là mình nói chuyện thua Lộ Sang." Dương Tương Hoa cũng cười cười nói: "Cô Lộ Sang, cảm phiền cô lấy kính đến cho Hồ soi thử xem gương mặt của y ra sao." Lộ Sang liền khởi đầu uống một hớp nói: "Chúng ta nên tùy ý, vừa uống vừa nói chuyện. Ý kiến hay, hãy ăn cho mau lên, bằng chờ đợi tên này sẽ thèm rõ dãi đến sáu thước được." Họ cùng nói cười thông thả, không còn khách sáo nữa. Hồ Mộc Kỳ thấy Dương Tương Hoa dùng ba ly đã chến choáng, chàng đi thẳng vào đề: "Dương, hãy lặng lặng mà nghe mình giới thiệu cô Lộ Sang." "Hay lắm, sẵn sàng nghe." "Cô Lộ Sang chẳng những đẹp lại sang, điều đó đâu cần Hồ giới thiệu, tự mình trông qua cũng đã có nhận xét quá nhiều rồi mà." "Mình nói chưa hết, Dương tuy biết bề ngoài thôi, nhưng Dương đâu có ngờ người đẹp lại có làn hơi tuyệt diệu." Dương Tương Hoa lộ vẻ vui mừng: "Đúng vậy à." Lộ Sang khiêm nhường: "Vì bạn học mà anh Hồ thổi phồng, chứ em ca hát dở lắm." "Dương, ba má của Lộ Sang hiện đi La Mã." "Đi La Mã? Bao giờ đi La Mã?" Lộ Sang không khỏi kinh ngạc. Nhưng trong chốc lát, nàng biết Hồ muốn thổi phồng mình, nàng tự nghĩ mà cười thầm, Hồ Mộc Kỳ không phải là bất ngu bì. Dương Tương Hoa hiếu kỳ hỏi: "Tại sao cô Lộ Sang không đi?" Hồ Mộc Kỳ đáp nhanh: "Đương nhiên có nhiều lý do không đi. Cô Lộ Sang nhất định mùa xuân năm tới sẽ đi cũng không muộn." Dương Tương Hoa lộ vẻ vui mừng hỏi: "Hiện cô Lộ Sang đang ca diễn tại đâu?" "Em..." Trong lúc Lộ Sang không biết trả lời như thế nào cho ổn, Hồ Mộc Kỳ cướp lời: "Dương, cô Lộ Sang chẳng những có giọng ca ngọt ngào mà có thiên tài về kiến tạo nghệ thuật ca hát nữa." Dương Tương Hoa lộ vẻ khâm phục: "Thật khó có người được như thế." Hồ Mộc Kỳ lại mạnh dạn thổi phồng: "Do đó hôm nay tôi mạnh dạn nói rõ cơ hội khó kiếm này, cũng như đối với những bài hát đang lưu hành, cô Lộ Sang là một cây ăn khách." Đôi má của Lộ Sang đỏ bừng nói: "Vì lão đồng học khéo thổi phồng, thật tôi vô cùng khó chịu vì tài bộ non kém của mình." Đối với Dương Tương Hoa, Hồ Mộc Kỳ càng thổi phồng chừng nào, anh ta càng tin tưởng chừng nấy. Nếu muốn anh ta lội nhanh đi tìm việc cho nàng thì càng thổi phồng nhiều hơn nữa. Hồ Mộc Kỳ nghĩ thế lại tiếp tục thổi phồng: "Dương, không phải tôi cố ý thổi phồng, vì hiện nay thính giả rất thích loại ca châu toàn, nhưng cô Lộ Sang là một cây ca hát loại này." Dương Tương Hoa vừa kinh hãi vừa vui mừng: "Thế thì hay lắm, chính tôi là một khách mê ca hát, mình cũng thích loại đó. Theo tôi chắc chắn cô Lộ Sang hát loại châu hoàng thì tuyệt diệu. Theo ý mình, từ nay tai của Dương sẽ có cơ hội nghe non nê. Cô Lộ Sang có thể dùng nơi này làm sân khấu được chăng? Theo ý tôi, nếu có cơ hội, cô Lộ Sang cũng nên cho bọn ghiền này thưởng thức." "Hay lắm Dương, cô Lộ Sang sẵn sàng yêu nghề ca hát. Mùa xuân sang năm nhất định sẽ đi La Mã. Trước khi cô xuất quốc, mình khuyên cô nên lên sân khấu một phen." "Dương có thể vì mình mà tìm cơ hội cho cô Lộ Sang thực hiện được chăng?" "Chỉ cần cô Lộ Sang đồng ý, còn việc thực hiện không mấy khó khăn gì." "Mình đã hết lời văn này, cô Lộ Sang mới đồng ý với mình đó chứ." Hồ Mộc Kỳ nói đến đây rồi nhìn Dương Tương Hoa giây lát, đoạn nói tiếp: "Vấn đề là đến hát tại sân khấu nào đây?" Dương Tương Hoa trả lời: "Để mình sẽ tìm ra biện pháp." Như vậy mới đúng danh nghĩa là một vị ái mộ ca hát. Lộ Sang chỉ ngồi nghe chứ không chen lời vào. Không chen lời vào là thông minh, nhưng khi cô muốn mở lời liền bị Hồ Mộc Kỳ dùng mắt mà ngăn trở. Dương Tương Hoa cũng có đôi phần không mấy tin Hồ Mộc Kỳ, nên chàng cười cười hỏi: "Cô Lộ Sang, cô cũng đồng ý lên sân khấu chứ?" Lộ Sang vừa tin tưởng vừa khiêm nhượng: "Theo em nghĩ,
không một nơi nào chấp nhận cái bộ mặt xấu xa của em, trừ khi hai vị giúp cho cơ hội luyện tập. Hồ Mộc Kỳ giả bộ vui mừng ra mặt. Tính sao đây, mình là Hồ Mộc Kỳ có cái biệt hiệu là Bất Ngu Bị rồi. Dương Tương Hoa suy nghĩ vài lát. Để tôi đi tìm viên giám đốc Ngũ Di Ca sảnh, vì anh ta cùng tôi có thâm tình khá lâu. Hồ Mộc Kỳ lập tức cất chén lên. Lộ Sang, chúng ta nên thưởng Dương một ly cảm ơn. Lộ Sang nhếch miệng cười làm rung động lòng khách. Cảm ơn Dương tiên sinh giúp đỡ, từ nay nhờ tiên sinh chỉ dạy thêm nữa. Dương Tương Hoa rất khó xử, chơi trò này làm cho mình khó xử quá. Rất đơn giản, chỉ cần nhà ngươi đi tìm viên giám đốc ca sảnh vài lần thì chắc chắn sẽ ok chứ gì. Được rồi, nhất định chiều nay mình phải gặp ông ấy để gọi là hết lòng giúp cô Lộ Sang. Cảm ơn, xin mời nhị dị dùng thêm. Mời Dương Tương Hoa đến là dụng ý nhờ chàng giới thiệu cho Lộ Sang, nên Hồ Mộc Kỳ không bỏ qua cơ hội. Dương, dù thế nào trưa mai cũng gọi điện thoại để báo tin lành cho mình biết nha. Thường thì gọi điện thoại ít khi gặp nhà ngươi. Nếu sáng mai có tin lành mà nhà ngươi vắng mặt tại văn phòng thì sao? Nếu nhà ngươi rảnh thì đến thẳng cô Lộ Sang cho hay cũng được. Lộ Sang ngăn, sợ e làm phiền Dương tiên sinh. Không sao, gần đây tôi không bận chi lắm. Như thế thì việc Dương Tương Hoa đã hoàn toàn đồng ý giới thiệu Lộ Sang với chủ rạp ca nhạc Ngũ Di. Chàng đồng ý giới thiệu thì 80% chắc ý, nhưng vấn đề quan trọng là giọng ca của Lộ Sang chắc ý hay không. Dùng cơm xong, ba người cùng nói cười đàm luận thêm. Vì có ước hẹn nên Dương và Hồ cả hai cùng từ giả Lộ Sang. Khi tiễn khách ra cửa, Hồ Mộc Kỳ nghiêng đầu qua nhìn Lộ Sang mỉm cười. Nhìn theo bóng hai người khuất dạng, Lộ Sang thẫn thờ như trong giấc mộng. Nàng không ngờ Hồ Mộc Kỳ là một tay cao thủ, việc nào chàng cũng độ trước mà dắt đường cho nàng làm theo. Nếu lỡ bị lộ thì làm trò cười cho người đối thoại. Lộ Sang đóng cửa lại, nàng vô cùng cảm kích Hồ Mộc Kỳ. Nàng rất hứng thú và hát lên bài Ngủ Ngoạc Đích Phong. Dưới ngọn gió chiều phe phẩy, Dương Tương Hoa và Hồ Mộc Kỳ cùng đi bách bộ một đoạn đường. Dương Tương Hoa vẻ ngưỡng mộ. Hồ à, bạn học của bộ đẹp quá. Nếu tên Bất Ngu Bị này giới thiệu bạn học thì ít nữa cũng trên 80% cá lặng nhãn xa chứ. Không phải tánh Dương này hay bới móc chuyện thị phi, xin cho biết Hồ phu nhân được bao nhiêu phần trăm? Ý chà, nàng đâu phải là bạn học của mình, chỉ tuân theo lệnh của mẹ cha. Dương biết mình không bao giờ làm trái ý mẹ cha. Khi ông bà chọn dâu nơi nào thì mình đồng ý nơi đó. Từ ngày mẹ mình qua đời, ba mình thì tuổi khá cao, mình hết sức nhịn nhục vợ con, thế rồi trở lại thành nhu nhược. Có lúc nàng khi dễ chồng, mình vừa bực bội vừa tức cười. Chịu trường kỳ đối diện với người đàn bà thiếu giáo dục, Dương nghĩ tình vợ chồng như vậy còn hứng thú nổi gì chứ. Đừng bàn đến chuyện không vui nữa. Trong khi buồn rầu, đến ngồi đàm luận với Hạ Lộ Sang. Thử ý mình, ai ngồi nói chuyện với nàng cũng sẽ quên hết ưu phiền. Năm đó mình ở lớp cao tam, nàng vừa sơ nhị. Lúc ấy tuổi nàng tuy còn bé nhưng rất đẹp và dễ thương. Hiện giờ nàng có vẻ đẹp quyến rũ. Mới gặp nàng lần thứ nhất, lại phá của nàng hết một bữa ăn, lòng mình cảm thấy khó nghĩ quá đi. Lo gì, Dương ráng giúp đỡ cho nàng, muốn đưa nàng gấp mặt vào làng ca nhạc là theo ý mình. Chứ nàng chỉ ngẩn ngơ nhàn hạ tại nhà, không hề nghĩ đến. Thực nàng muốn đi La Mã hả? Ba má nàng đã đi rồi, nàng chưa đi và có lẽ sẽ không đi. Vì sao? Có dây ái tình trói buộc nàng? Không, theo ý nàng thì sinh hoạt tại nước nhà có ý nghĩa hơn, nên nàng không đi đó chứ. Câu nói đó xuất phát từ miệng của nàng. Mình ăn lọc gì mà thổi phồng nàng chứ? Trước mắt chúng ta khó tìm ra người phụ nữ như vậy. Nàng thích ca hát, lúc nào ca hát lên thì vui vẻ. Nàng đã gửi thư cho ba má nàng biết là không đi La Mã nữa. Hay lắm Hồ nè, mình rất ngại một điểm về giọng ca của nàng. Giọng ca của nàng tuyệt diệu quá. Nhưng không tin thì bảo nàng hát thử trước mặt giám đốc rạp cho mà xem. Ước mong đúng theo lời của Hồ nói, nàng hát về loại châu toàn thì chuyên môn. Biết rồi, ngày mai mình gặp nhau bằng điện thoại. Vừa đến phòng giám đốc ca sảnh, Dương Tương Hoa thấy viên giám đốc Hứa Thế Lâm lắc đầu vẻ mặt buồn dầu dầu. Chàng hỏi, lão Hứa, có việc gì mà trong lão không được vui vậy? Ý chà, đừng đề cập đến nữa, mời ngồi. Có thể cho mình biết việc gì vừa xảy ra không? Tuy anh không hưởng lương hướng của rạp Ngũ Di, nhưng đối với tôi anh là một cố vấn cao cấp, dĩ nhiên tôi phải cho anh biết. Có lẽ chuyện xảy ra cho bà nhà. Không, gần đây bà ấy không còn lồng lên như sư tử cái nữa, mà mình đang bực một cô ca nữ cáo bệnh ra đi. Chỉ một cô? Nếu cô nào ra đi thì mình không hề than thở. Đằng này cô Tiểu Tước Vân mà ra đi
thì mình không thể chịu nổi. Anh đâu có biết hai đêm qua trong rạp khán thính giả không được 60%. Dương Thương Hoa ngầm vui mừng, vấn đề này cũng do trời sắp đặt. Chàng bèn vỗ ngực hỏi: Lão Hứa, cái này có cách giúp lão được không? Trừ thầy thuốc ra, căn bệnh của Tiểu Tức Vân không ai có thể lo giúp được. Điều đó không đáng gì lo ngại. Anh nói chuyện nghe rẻ khô à? Một con chim Tiểu Tức Vân mang bệnh ra đi, tại sao mình không tìm một con chim khác thay vào? Trong nhất thời biết đâu mà tìm. Mình có một con chim nhỏ, chỉ đặt vấn đề Lương Hướng Hậu một chút, cam đoan sẽ đông nghẹt rạp. À, vậy mà quên đến nhờ để anh lo liệu chứ. Lúc nào cần nàng đến hát tử, càng sớm càng hay. Hiện giờ nàng đang hát tại đâu? Khỏi hỏi nhiều, khi anh thấy nàng nhất định sẽ giật mình mà xỉu cũng không chừng. Nàng chẳng những có giọng hát thiên phú, trình độ nghệ thuật cao, mùa xuân năm tới sẽ đi La Mã. Trước ngày xuất dương, nàng muốn cống hiến cho nước nhà thưởng thức nghệ thuật của nàng. Đối với anh, chắc chắn là vận may đưa đến. Biết nàng có đáp ứng lời mời của mình hay không, có tên Tiểu Dương này thuyết phục thì điều đó không đặt thành vấn đề quan trọng cho lắm. Ước mong đúng theo lời anh thì hay quá. Nàng chuyên hát loại Châu Toàn. Nè, nếu cần mình sẽ đi rước nàng đến đây cho ông giám đốc nghe thử. Nàng chịu đến không? Nếu nàng có tại nhà thì nhất định mình rước nàng đi ngay. Tôi đặt tất cả tin tưởng vào Tiểu Dương. Anh chờ tôi đi rước nàng. Khi nàng đến, anh thấy cần mời nàng lên sân khấu hát thử vài bản có nên không? Được rồi, anh hãy ráng chú ý mà nghe. Tiểu Dương đi bây giờ. Tiểu Dương này xem việc của lão Hứa như việc nhà của mình vậy. Đi nha. Tiểu Dương, hy vọng anh mã đáo thành công. Dương Tương Hoa vội vàng nhận chuông, lộ sang ra mở cửa. Nàng cảm nhận ngoài sự tưởng tượng của mình. Dương thư sinh, tôi thật không ngờ. Mời vào. Cô Lộ Sang, tôi đến để báo tin. Cảm ơn, mời ngồi. Cô Lộ Sang, xin đừng rót nước, tôi uống đã quá nhiều. Không lẽ khách đến lại chẳng mời trà nước? Dương Tương Hoa ngồi xuống nói: Tôi đã tiếp xúc với người bạn giám đốc rạp Ngũ Di. Sau cuộc đàm luận, anh ấy có nhã ý mời cô chiều nay đến hát thử. Được rồi, chiều nay tôi cũng rảnh. Dương Tương Hoa càng cao hứng. Theo ý tôi thì cô chỉ ca cho ông giám đốc nghe thì đủ rồi. Nhưng ông ấy muốn cô lên sân khấu để dàn nhạc họ hỗ trợ thêm cho giọng ca của cô. Lộ Sang thầm nghĩ: Mình chưa quen lên sân khấu, nhưng khi còn học, không một lần hội hợp nghệ thuật nào mà thiếu giọng ca của mình. Do đó nàng khiêm tốn. Lên sân khấu không thành vấn đề, chỉ e đến lúc đó hát không được hay mà thôi. Đừng khách sáo nữa, chúng ta hãy đi nào. Chờ em thay y phục. Phòng khách và phòng ngủ của nàng chỉ cách một tấm vách. Nàng vừa đổi y phục vừa nói chuyện với Dương Tương Hoa. Dương thư sinh, tôi có một yêu cầu nhỏ, không biết ông có đồng ý không? Chỉ điều nào thực hiện được thì tôi không bao giờ từ chối. Khi đến trước mặt Hứa giám đốc, tôi muốn dùng một danh hiệu riêng. Hay lắm chứ. Xin ông giới thiệu tôi là ca sĩ Lộ Minh. Lộ tức là Lộ Minh Châu, tức là Quang Minh. Phải rồi. Được, danh hiệu đó nghe hay lắm. Trang điểm xong, nàng ra trước phòng khách, cười bẽn lẽn nói: Thật có lỗi, để cho ông chờ lâu. Cô Lộ Sang, à không, Lộ Minh, thật đẹp. 10 phút sau, Dương Tương Hoa dắt Lộ Sang đến văn phòng của Hứa Thái Lâm. Chàng giới thiệu: Đây là Hứa giám đốc, còn đây là cô ca sĩ Lộ Minh. Cặp mắt của chuyên môn Hứa Thái Lâm rất nhạy bén. Tuy anh ta chưa nghe Lộ Sang hát, nhưng đối với sắc phốt của nàng, anh ta rất khen ngợi. Lâm cười vồn vã nói: Cô Lộ Minh, mời cô ngồi. Chiều nay xin mời cô lên sân khấu trình diễn vài bản ca, chẳng những giúp cho đại sảnh vinh diệu mà cũng cho khách hiểu ca, có diễn phúc thưởng lãm nữa. Lộ Sang tỏ vẻ khiêm nhượng. Chị e cho Hứa giám đốc sẽ thất vọng. Dương Tương Hoa hối thúc: Chúng ta hãy mời cô Lộ Minh đi thử giọng đi nè. Được, cô Lộ Minh, xin cô cho tôi biết cô hát bản gì. Lộ Sang nhìn Dương Tương Hoa, chàng hồi ý nói: Cô Lộ Minh chuyên hát bên Châu Toàn, riêng tôi đây cũng thuộc vào giới mê loại Châu Toàn ca. Theo ý tôi, Lộ Sang tiếp lời: Xin hát bài Ngủ Ngoạc Đích Phong và Úc Lương Nhân. Hay lắm, mời cô theo tôi. Vì lát sau, máy phóng thanh giới thiệu: Xin thông báo cùng quý vị yêu ca nhạc một tin mừng. Chúng tôi vừa mời ca sĩ Lộ Minh đến trình diễn thường xuyên tại bản rạp. Cô Lộ Minh xin cống hiến cho quý khán giả thưởng thức bản Ngủ Ngoạc Đích Phong. Đây, cô Lộ Minh. Tiếng vỗ tay vang dậy. Lộ Sang chậm rãi bước ra, nhìn khán giả nhếch miệng cười duyên. Nàng theo tư thế của người đã từng lão luyện sân khấu, đứng trước máy phóng thanh mà hát. Lộ Sang hát chiếc bản Ngủ Ngoạc Đích Phong. Ngoài sự tưởng tượng của mọi người, toàn thể khán giả vỗ tay muốn vỡ rạp. Tiếng hoan hô không dứt.
với yêu nhạc bị sắc đẹp và giọng ca của nàng làm cho họ mê mẩn tâm hồn. Tiếp theo đó, máy phóng thanh lại giới thiệu, sau đây cô Lộ Minh sẽ hiến quý vị bản Út Lương Nhân. Tiếng vỗ tay lại nổi lên, nàng bước ra sân khấu chào khán giả lần nữa và tiếp theo đó hát bài Út Lương Nhân. Nàng đã thành công và thu phục cảm tình khán giả trọn vẹn. Bỗng Hứa Thế Lâm bước ngay lên sân khấu cúi chào khán giả nói, thưa quý vị, giọng hát của cô Lộ Minh có lẽ không phụ lòng quý vị. Từ ngày Tiểu Tức Vân ngã bệnh đến nay, bản hí viện vô cùng lo lắng, đến nay mới tìm được Lộ Minh ca sĩ thay vào. Bản hí viện không ngại tốn kém, mời cô Lộ Minh hát thường trực kể từ đây. Xin quý vị hãy mua vé trước để chọn chỗ tốt. Có điều chi sơ sót xin nhờ chỉ giáo, bản hí viện rất tạ ơn. Tiếng của viên giám đốc vừa dứt, chẳng khác nào một chất kích thích chích vào huyết dịch của khán giả. Một tràng pháo tay kéo dài hơn mấy phút đồng hồ. Chương 28. Lô Sang được ký bản hợp đồng với rạp Ngũ Duy, tiền thù lao rất hậu. Từ đó cái danh hiệu Lộ Minh nổi như cồn tại rạp Ngũ Duy. Nàng thành công là nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ: thân hình đẹp, có nụ cười chinh phục lòng người, dáng điệu cao sang, lời lẽ hoạt bát. Thêm vào đó với giọng ca trong ấm, khiến cho mùa đêm rạp Ngũ Duy không còn một chỗ trống. Hứa Thế Lâm xem Lộ Sang như là một danh ca hữu danh, được mọi người mến mộ. Dương Tân Hoa thường đứng trước mặt Hứa Thế Lâm mà bộc lộ về sự giới thiệu của anh ta không hề lầm lẫn. Thù lao của Lộ Sang càng ngày càng tăng, nàng thường được khách mộ điệu đến tiếp xúc liên miên, không giờ phút nào rảnh. Trong đó cũng có một số lưu manh đến gây phiền phức cho nàng. Khi nàng còn ở một lữ quán nhỏ, chưa tìm ra việc làm, nàng cảm thấy xã hội đối với mình vô cùng lạnh nhạt. Hiện giờ danh vọng bắt đầu rạng rỡ, nàng lại thấy có nhiều điều phức tạp, hiểm nguy. Nàng tự cảnh giác, nhất định không để cho người ta xem mình là món đồ chơi. Hồ Mộc Kỳ tìm cho nàng người làm công lớn tuổi siêng năng, có lúc kiêm nhiệm luôn bà mẹ nuôi mà săn sóc cho nàng. Nàng vô cùng cảm kích vị xưởng trưởng vóc người tuy gầy ốm nhưng tâm tánh rất chân thành. Nếu nàng không gặp Hồ Mộc Kỳ thì chắc chắn sẽ có người vớt thay nàng trên dòng nước Ái Hà mà chôn rồi. Nàng xem đồng hồ tay đã đúng 10 giờ, có tiếng người đến phòng khách mà hỏi bà Lý. Lộ Sang thức dậy chưa bà? Đúng là tiếng của Hồ Mộc Kỳ. Nàng rất vui mừng, như đã nhiều năm chưa gặp lại Kỳ. Nàng mặc y phục vội vàng đi ra phòng khách. Hồ Mộc Kỳ vừa trông thấy nàng tỏ vẻ thương mến. Ngủ chưa thẳng giấc thì ngủ lại đi, xem sắc diện em rất mỏi mệt. Không cần lắm, anh mới vừa đến hả? Bà Lý vừa đi chợ mới về, hôm nay không làm việc sao? Có lẽ cô đã quên xưởng trưởng không có quyền nghỉ hay sao? Nàng mỉm cười, hai chân gác tráo vào thành ghế sofa. Giọng nàng thân thiết. Mộc Kỳ, em muốn phân kỳ mà trả lần muốn tiền đã nợ anh. Tôi không phải đến đây đòi nợ, chỉ vì hai ngày nay không gặp em nên đến thăm vậy thôi. Anh đối với em rất tốt, thật không biết lấy gì mà đền trả ơn đây. Từ ngày mới gặp đến nay, tôi chưa bao giờ muốn cho em trả ơn trả nghĩa gì cả. Chỉ vì điều đó mà khiến cho lòng em càng tăng thêm sự quý mến anh. Nghe Lộ Sang khen ngợi, Hồ Mộc Kỳ sáng mắt lên, tim chàng rung động. Trước mắt chàng, Lộ Sang như một bức tranh tuyệt hảo. Trong khi chàng nghĩ đến vợ nhà, lòng càng sôi sục căm tức. Lộ Sang, em làm việc này cảm thấy vui vẻ không? Nàng trả lời với giọng điệu đê mê nhẹ nhàng. Vui lắm, thích lắm. Ca hát khiến cho người ta vui vẻ, nó cũng là món thuốc hàn gắn những con tim rạn nứt. Những lúc tôi nghe em hát, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Do đó tôi rất hâm mộ cái nghề của em. Hâm mộ? Nếu không phải là nghề sanh sống cũng không nên tập nghề ca hát mà làm gì. Bọn đàn ông ăn không ngồi rồi, theo vấn vít chịu không nổi. Cũng như bọn lưu manh, tay đeo búa, khi nàng thấy bọn họ thì toàn thân phát run lên. Có một tên hình vóc to lớn, mãi theo bén gót nàng. Hồ Mộc Kỳ hiển nhiên không phải là bọn lưu manh, nhưng hắn là gì? Thật cũng đáng sợ. Hồ Mộc Kỳ thấy Lộ Sang đang suy tư trầm lặng. Chàng hỏi, Lộ Sang, em đang nghĩ gì vậy? Nàng chuyển lời hỏi lại chàng, em, có lẽ quả tim anh đang rạn nứt hả? Đúng vậy, nhưng không nên cho người ngoài biết. Bởi duyên cớ nào? Ý chà, anh tưởng không nên nói cho em nghe. Sao chẳng thổ lộ một phen? Chắc anh đã yêu bóng hình nào rồi. Còn vợ anh thì sao? Vợ anh... Sao mà thở dài vậy? Nói xong, nàng đứng dậy nói tiếp, Mộc Kỳ, để em dặn má Lý mua thức ăn nhiều để anh dùng cơm trưa tại đây. Hồ Mộc Kỳ đứng dậy ngăn, Lộ Sang, để bà Lý đi mua gì thì anh ăn nấy với em, đừng dọn thức ăn thịnh soạn làm gì.
Tại đây anh dùng cơm hẩm canh lạc còn hơn là ở nhà ăn thịt béo cá to. Được rồi, mời anh ngồi xuống. Em cũng ngồi chứ. Em cũng ngồi để bầu bạn với anh. Vì anh nào phải là khách xa lạ đâu. Có khách lạ nào thường đến đây không? Từ khi em dọn về đây chưa hề dắt ai đến. Từ ngày em vào làng ca hát đến nay, có rất nhiều người xin đến với em, em vẫn từ chối. Luôn cả Lâm giám đốc cũng thế. Nghe nàng nói như thế, Hồ Mộc Kỳ có cảm giác khỏe khoắn lạ thường. Nhưng chàng không hề biểu lộ ra ngoài vẻ mặt. Chàng thản nhiên hỏi, mấy hôm nay không biết Dương nó đi đâu, gọi điện thoại cũng không có hắn trả lời. Cũng lâu rồi em không gặp anh Dương. Anh ấy là người hay hoạt động. Anh và Dương có điểm trái ngược nhau. Anh cũng mất cái chất bất ngu bị hồi trước. Nếu em không lầm, chắc anh buồn rầu vì chuyện gia đình. Khi anh về đến nhà thì tinh thần như rách nát ra. Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? 10 ngày hết 9 ngày vợ anh nó tìm anh mà cái cọ rầy rà, ngược đãi không khác người điên. Anh đối phó cách nào? Vẫn thản nhiên không cãi lại một lời, để một mình nàng cầu nhau mắng nhiếc. Nhưng tinh thần thì khổ sở vô cùng. Có lúc anh cảm thấy mình nên đi rong chơi cả đêm mới về, bởi vì sớm hay trễ cũng bị rầy rà. Em nhớ rõ anh đã từng mời em về nhà. Phải rồi, chỉ vì chúng ta gặp nhau lần thứ nhất, anh biết thế nào em cũng từ chối. Chỉ lễ mạo một lần thôi, em nhớ anh có đề cập đến lần thứ nhị đâu. Xin hỏi anh, lúc trước lý do nào mà yêu nhau và lý do nào mà kết hôn nhau? Anh và nàng chưa từng quen biết và yêu nhau. Em không tin. Lúc trước anh chỉ tuân theo lệnh của cha mẹ. Anh vẫn tuyệt đối không đồng ý. Anh không bao giờ làm cho cha mẹ buồn. Hiện giờ hai bác vẫn biết là anh và chị không được đầm ấm. Má anh đã qua đời, ba anh thì ăn năn. Nhưng ông không thể nào khuyên được nàng dâu hung dữ. Anh có chuẩn bị gì không? Không có biện pháp nào tốt. Chị lấy công việc mà quên chuyện nhà của mình, đành để cho vi trùng buồn rầu nó gặm nhấm. Nàng rất thương hại cho Kỳ, bèn thành khẩn. Mộc Kỳ, nếu như em có thể làm cho anh đỡ bớt sự buồn bực thì em rất hoan nghênh anh đến đi chơi thường hơn. Em hiện giờ rất bận rộn, anh không muốn làm mất nhiều thời giờ quý báu của em. Cũng không có gì cho lắm, bởi em có tiếp trước ai đâu. Nhân cơ hội này anh có lời khuyên em, bất luận tiếp trước ai em cũng nên cẩn thận. Lời của Hồ Mộc Kỳ khiến cho Lộ Sang cảm động vô cùng. Nàng nhẹ nhẹ cắn môi nói, lời anh nói rất đúng. Trên xã hội hiện giờ rất nhiều phần tử phức tạp và nham hiểm. Em có điều gì bận rộn không? Lộ Sang gượng cười, khó mà khỏi được, nhưng không đáng ngại lắm, em còn ứng phó được. Nếu em chán công việc này, em nên giả bệnh mà rút lui. Lúc đầu anh không hề tán thành, nhưng thấy em thích, buộc lòng anh phải lo. Có lẽ việc này chưa phải là việc làm tốt với em. Thì không tốt với em lắm, nhưng em cảm kích anh điều đó. Anh đúng là một ân nhân cứu mạng em. Em đừng nói thế nữa Lộ Sang, em muốn cần hỏi điều gì? Anh sẽ sẵn sàng nói rõ cho em nghe. Lộ Sang vẫn thâm tình. Từ ngày gặp anh tại rạp chớp bóng, không giây phút nào em xem anh như người xa lạ. Cho đến việc thuê phòng, mướn người làm công đều do một tay anh lo liệu. Những chuyện đó có quan trọng gì? Đối với người đang lâm cảnh khốn cùng, những điều đó khó mà quên được. Anh còn ngại em ăn ở không được chu đáo. Để mùa xuân sang năm, em đi La Mã sẽ trả gian phòng này lại cho anh. Hai người bỗng phát cười không dứt. Nghĩ đến lời nói dốc rất tài, Hồ Mộc Kỳ quả có tài quạt kê. Lộ Sang nói, em không biết chừng nào có cơ hội đi La Mã. Nếu em thích, gian phòng này sẽ vĩnh viễn là của em. Lộ Sang vừa mừng vừa kinh ngạc. Thật vậy sao? Rất tiếc em không giàu. Nếu giàu có, em sẽ trở thành bà chủ phòng rồi. Chỉ có điều thiếu ông chủ phòng. Có lẽ lời của Hồ Mộc Kỳ vừa nói làm Lộ Sang đau nhói ở tim. Nụ cười trên môi nàng tắt hẳn. Nàng nghĩ đến sự tàn khốc của Tạ Cách Luân. Tuy Luân chết nhưng chưa làm tiêu tan được lòng uất hận của nàng. Nếu không vì lời ngon tiếng ngọt của Luân thì đâu đến nỗi nàng phải bỏ rơi người chồng tốt với hai đứa con ngoan. Hiện giờ nàng thường thấy Tiểu Lộ và Nhị Lộ trong giấc mộng và phải chịu một thân cô độc nơi đây. Nàng vô cùng sầu khổ. Hồ Mộc Kỳ thấy Lộ Sang không vui, chàng ngỡ là mình đã nói sai lầm, bèn xin lỗi. Lộ Sang, xin lỗi em, anh nói đã sai lầm điều gì? Không, em đang nghĩ. Đang suy nghĩ những điều khiến cho lòng nàng tan nát. Nàng muốn nói cho Hồ Mộc Kỳ hiểu rõ nhưng thốt chẳng ra lời. Hồ Mộc Kỳ lại hỏi, em đang nghĩ chuyện gì? Em nghĩ anh nên cải tạo tình chồng vợ giữa anh và chị để không khí nó nhẹ nhàng hơn. Ngoài việc ly hôn ra không còn biện pháp nào khác. Ly hôn, chính nàng đã ly hôn hai lần, chịu rất nhiều đau khổ và ân hận. Hiện giờ khi nghe đến ly hôn thì nàng vô cùng khó chịu. Vì ly hôn mà thiếu chút nữa phải nhảy xuống sông Ái Hà.
Lộ Sanh nghĩ đến việc của mình nên không tán thành biện pháp ly hôn của Hồ Mộc Kỳ, do đó nàng lạnh thinh không trả lời. Hồ Mộc Kỳ cúi đầu xuống, tỏ ra vô cùng khổ não. Chắc vấn đề ly hôn em không tán thành, Lộ Sanh, em nên giúp anh mạnh dạn lên. Em đâu có đủ sức để giúp anh việc đó. Tự nhiên em không thể hiểu được việc này. Hồi tưởng những ngày đã qua, nàng nhớ đến chừng nào càng đáng sợ chừng ấy. Lộ Sanh đổi thế ngồi lại, nàng ngửa đầu dựa vào thành ghế sofa, hai tay nàng dang ra như đóng đinh trên thập tự giá. Trong tia mắt của Hồ Mộc Kỳ, không bao giờ vợ chàng lại có tư thế đẹp như Lộ Sanh. Nếu không gì lý trí trói buộc, nhất định chàng sẽ vượt ngay. Mộc Kỳ, em đã quên rửa mặt. Thì em hãy tự tiện đi rửa đi, Lộ Sanh. Chờ khi nào em rảnh, anh sẽ mời em đi khiêu vũ một chầu. Chắc anh thường khiêu vũ. Từ ngày có vợ đến nay, anh chưa khiêu vũ lần nào. Bà nhà biết khiêu vũ không? Bà ấy biết khiêu vũ, nhưng không thích cho anh nhảy. Thật đáng thương. Bị ngược đãi dài dài, đến tâm hồn cũng biến thành gỗ đá. Nếu không có em kích động, chắc tâm hồn anh như chất sắt phẳng lì. Lộ Sanh tỏ vẻ thương xót cho Kỳ, nàng trả lời rất rõ ràng. Được rồi, anh muốn chừng nào đi thì cho em hay. Chỉ vì để cảm thông sự thống khổ của anh, em dầu phải làm bất cứ việc gì để anh được lãng quên đôi phần buồn rầu chuyện gia đình. Hồ Mộc Kỳ như vang vái lầm nhầm. Cảm ơn Thượng Đế. Tiết Nghiêm Hạn có lẽ sắp qua, trời xuân sẽ trở về không lâu lắm. Người chưa thấu triệt tư tưởng nên không nhận xét rõ người đàn ông đã có vợ như Hồ Mộc Kỳ. Lộ Sanh không xem đó làm trọng mà cùng Hồ Mộc Kỳ thường gần gũi nhau. Không khác nào Tạ Cách Luân đã vấn vít theo nàng. Mặc dù nàng không vấn vít theo Hồ Mộc Kỳ, nhưng nàng cũng lạnh lạc và thận trọng. Có lẽ nàng đã quên Lam Lâm, ca nữ đã cướp Tạ Cách Luân trên tay nàng. Tất cả nàng đều không lưu ý đến. Nào là Đại Bối Hồ, Xuân Thu Cát, Thọ Sơn, Ái Hà, quán cà phê, rạp chớp bóng và vũ trường, không một nơi nào chẳng ghi dấu kỷ niệm của Hồ Mộc Kỳ và Lộ Sanh. Nàng nghĩ làm cách nào cho cuộc đời của Hồ Mộc Kỳ vui tươi lại thì nàng cũng đủ vui rồi. Có lẽ vì vui tươi hứng khởi nên giọng hát của Lộ Sanh càng hay thêm. Rạp Ngũ Duy thường đông nghẹt khách, khán giả quá say mê cô Lộ Minh, xuất tài đều song tuyệt. Giám đốc Hứa Thế Lâm ngầm ông vố to tổ bố, lão vừa đốt thuốc vừa mỉm cười mãn nguyện. Lão chẳng những tăng lương cho Lộ Sanh mà còn tặng nàng nhiều đồ vật quý giá. Thỉnh thoảng Dương Tương Hoa đến rạp nghe ca và viếng Lộ Sanh, có lúc chàng nói những lời nho nhỏ khiến Lộ Sanh phải tức cười. Tuy đôi mắt chàng lắm khi nhìn Lộ Sanh với dáng điệu đam mê vì thói quen, khi anh ta gặp người đẹp thì không ngớt liếc mắt đưa tình, nhưng chàng không bao giờ lợi dụng chuyện ân nghĩa mà làm bận lòng Lộ Sanh, bởi anh ta rất có nghĩa khí. Dương biết Hồ Mộc Kỳ đối với Lộ Sanh rất tốt, chàng cũng đồng tình. Nếu ngày nào Hồ và vợ chàng ly hôn, kết hôn cùng Lộ Sanh thì anh ta vô cùng hoan nghênh, vì anh ta biết cuộc sống của gia đình Hồ khá rõ. Nhiều ngày trôi qua, Lộ Sanh quên tất cả ưu sầu, nhưng nàng bắt đầu lo sợ một gã đại hán luôn luôn đeo đuổi theo nàng. Một hôm sau khi Lộ Sanh hát xong, từ phía trong rạp Ngũ Duy, nàng theo hành lang đi ra, nàng đang chờ gọi xe để ra về, bỗng nhiên có một gã mặc Âu phục chững chạc đi giày bóng loáng đến gần nàng rồi nói: "Cô Lộ Minh được mạnh giỏi chứ?" "Ông là?" "Tự nhiên cô không biết tôi ban đêm mà đeo kính đen. Tôi không phải người chánh phái, nhưng cô đừng nên kinh sợ, tôi không hại cô đâu. Chỉ yêu cầu cô đừng la lên thôi." Toàn thân Lộ Sanh rung lên bần bật. Lần thứ nhất trong đời nàng mới gặp cảnh thế này. Vì lát sau nàng run run hỏi: "Ông cần gặp tôi có việc gì?" "Xin cô cứ tự nhiên. Cô hãy đi theo tôi một đoạn đường, cô sẽ rõ mục đích của tôi đến gặp cô để làm gì." "Tôi không thể theo ông đến nơi nào khác." "Một lần nữa tôi khuyên cô hãy bình tĩnh. Chúng ta chỉ đi theo đại lộ để nói chuyện mà thôi." "Có chuyện chi ông hãy nói rõ, vì trong mình tôi không được khỏe." "Cũng được, nhưng xin cô nên ghi nhớ, chỉ cần cô ngoan ngoãn một chút, bằng không thì lưỡi dao này sẽ xuyên thẳng vào quả tim của cô." "Ý, cô đừng sợ, tôi hy vọng ông hãy nói mau đi." "Được rồi, chỉ vì cô là một ca sĩ nổi danh tại rạp Ngũ Duy, không, cô đúng là ngôi sao sáng trong làng nhạc của xứ Cao Hùng. Mỗi tháng tiền cô thâu vô rất khả quan." "Tôi không có thâu món tiền nào khác ngoài lương hàng tháng ra." "Cô Lộ Minh cần nói rõ, tôi chính là một anh chị lớn bên ngoài rạp Ngũ Duy. Cô nên biết, những ngôi sao sáng trong rạp này chúng tôi xem không hơn một ngón tay." "Tôi có làm lỗi gì đâu?" "Tôi cũng không hề nói cô làm lỗi." "Tôi thật ngốc, có chuyện gì ông nên nói rõ." "Những ngôi sao trong làng ca nhạc hiện giờ, chỉ có cô là khiêm nhượng hơn tất cả." "Được rồi, cô muốn tôi nói rõ,
gần đây bọn anh em chúng tôi vô cùng khẩn bách, nếu không lâm vào cảnh khốn cùng thì tuyệt đối không hề mở miệng với các cô. Ông nên biết bọn ca nữ như chúng tôi chỉ dựa vào nghề ca nhạc mà sanh nhai, nếp sống thật là chua xót. Ngôi sao sáng như cô Lộ Minh, chúng tôi chỉ hỏi mượn có 1 vạn đồng, cô không tin chúng tôi trả nổi sao? Trời, chúng tôi làm gì có số tiền đó. Cô chỉ mỉm cười thì số 1 đó vào với cô không mấy khó. Ông nhận xét tôi là hạng người thế nào? Một ngôi sao vượt bậc trong làng ca nhạc, có rất nhiều người mến chuộng. Cô Lộ Minh, chúng tôi là bọn người tay trắng, chỉ cần cô giúp đỡ, bằng lời nói của tôi sẽ giúp cô đến cùng. Chỉ một lời nói của tôi thôi, không ai dám làm phiền cô đâu. Không phải phiền hay không phiền, đúng ra tôi không thể tìm ra số tiền mà ông đòi hỏi. Tôi không bao giờ bức bách cô. Trong số tiền có sẵn của cô hiện có bây giờ, ông cần chừng nào? Đêm mai trước khi cô lên sân khấu hãy mượn giúp tôi. Xong xuôi, cô vẫn bình an mà lên sân khấu ca hát như thường. Tôi tin rằng trọn ngày mai cô tìm số tiền giúp tôi rất dễ dàng. Được rồi, tôi sẽ đáp ứng lời của ông. Ngoài ra, cô phải theo một điều kiện. Lại điều kiện? Yêu cầu cô đừng báo cáo cho cảnh sát, bằng không tôi tin rằng sinh mạng cô khó an toàn. Được, tôi không báo cảnh sát. Tối mai lúc 8 giờ, tự cô mang số tiền đến sân vận động, trước mặt là cầu Ái Hà. Cô không nên đi sớm lắm, cũng không nên đến trễ. Chỉ trước sau 5 phút, tôi đứng tại cầu mà chờ cô. Nên nhớ, cô chỉ đi một mình. Nếu đến lúc đó cô mà báo cảnh sát hoặc kêu la lên, thì trước nhất là tôi lấy mạng của cô, sau đó tôi sẽ đến cảnh sát mà thú tội. Xin ông đừng căn dặn lần thứ hai. Sau cùng, cô không nên vì chuyện này mà kém vui. Ngày mai sẽ gặp lại. Nói xong, người đeo kính đen chui vào một ngõ hẻm mất dạng. Lộ Sang hồn phách chưa định, nàng chỉ đi thẳng đến đằng trước, không dám ngó lại. Nàng đi bộ khoảng 3 phút, chân nàng cảm thấy mỏi rụng, bèn kêu xe xích lô đến hương cảng Đại Vũ Sảnh. Hồ Mộc Kỳ đang chờ nàng tại vũ trường. Khi thấy nàng, chàng bước đến nghênh tiếp và trả tiền xe. Hồ Mộc Kỳ bỗng nhiên kinh ngạc hỏi: Lộ Sang, em làm sao vậy? Anh có cảm giác như thân thể em phát run lên. Nàng nghĩ kỹ, không thể cho Hồ Mộc Kỳ hay được, không thể để cho chàng phải kinh sợ việc ngày mai phải giao cho người lạ 1 vạn đồng. Do đó Lộ Sang trấn tĩnh cười cười nói: Em đến trễ sợ làm phiền anh chờ đợi chứ gì? Không sao, em muốn khiêu vũ không? Đáp ứng lời của anh, em không thể để anh thất vọng. Nàng dùng nụ cười để che giấu trong lòng đang sợ hãi. Hồ Mộc Kỳ dìu nàng vào vũ trường. Đêm nay khách thưa thớt, họ cùng ngồi xuống. Lộ Sang tuy cố ý trấn tĩnh định thần, nhưng nàng cảm thấy bất an. Nàng chỉ nhớ đến gã đeo kiếm đen và những lời hăm dọa của hắn. Hồ Mộc Kỳ đưa tay ra choàng lên vai nàng, nàng vẫn gượng nở nụ cười. Hồ Mộc Kỳ nói: Lộ Sang, chúng ta nhảy một bản nha. Tùy ý anh. Họ cùng dìu nhau ra sàn nhảy. Có lẽ Lộ Sang vì quá sợ nên úp mặt vào ngực của Hồ Mộc Kỳ, như một thiếu nữ đang say mê trong cuộc tình. Nàng vẫn lẳng lặng không nói một lời nào, nhưng Hồ Mộc Kỳ trong lòng rất vui thích. Chàng ôm chầm lấy Lộ Sang như ôm lấy nguyện vọng bấy lâu. Chàng nhỏ giọng: Lộ Sang, em là của anh được không? Em không biết. Lòng em như gượng gạo đối với anh vậy. Nàng từ từ ngước đầu lên, đôi nhãn quan nhìn chàng đầy vẻ cảm mến. Nàng tự nghĩ Cúc Minh và Tạ Cách Luân không có nét u uất và thương mến chân thành như Hồ Mộc Kỳ. Nàng có cảm giác chàng là người đàn ông đáng thương. Lộ Sang, em nhìn anh khá lâu rồi. Em rất thích nhìn gương mặt của anh, một gương mặt đầy vẻ u uất. Không, chỉ một ít thôi. Em thích anh ở điểm đó. Em chỉ muốn cho anh nhỏ lệ suốt đời, anh vẫn tuân theo. Mộc Kỳ, nhảy xong bản này em muốn về ngay. Đêm nay dường như cơ thể em không được khỏe. Không, em thích sự vắng lặng tại nhà. Được, anh sẽ đưa em về. Xin lỗi, em đã làm anh mất hứng. Không đâu, với em thì ở đâu anh cũng thấy vui vẻ cả. Lộ Sang và Hồ Mộc Kỳ rời khỏi vũ trường. Về đến nhà, họ cùng ngồi nơi phòng khách. Lộ Sang đứng dậy nói: Mộc Kỳ, để em vào thay đổi y phục. Anh không vào giường ngủ của em đâu mà ngại. Giường ngủ của em rất bừa bãi, anh vào thấy sẽ cười nôn chứ gì. Nàng vừa thay đổi y phục vừa nói chuyện với Hồ Mộc Kỳ. Lộ Sang nghe tiếng chung trà lên bàn, nàng kêu lên: Má Lý ơi, ngủ rồi sao? Khi anh Hồ về thì mình đóng cửa lại chứ. Bà Lý lên tiếng chạy ra. Lộ Sang cũng thay đổi y phục trở ra. Hồ Mộc Kỳ nói: Lộ Sang, em có dáng điệu làm nam nhi phải điên đảo. Nếu em được dạy thì đâu bị bỏ rơi. Chàng trai nào bỏ rơi em, không thể gọi là người được. Những chàng trai như vậy không thể nào thành công được. Hồ Mộc Kỳ nói rất đúng. Chỉ vì Tạ Cách Luân chạy theo quá nhiều phái nữ,
cho đến ngày anh ta bị nổ chết đi. Hiện giờ Lộ Sang vẫn còn những kỷ niệm đau buồn, nàng không dám hồi tưởng lại sự trả giá và bộ mã bên ngoài của Luân. Nàng uống một hớp trà, liếc sang Hồ Mộc Kỳ với giọng u buồn. Mộc Kỳ, anh đang suy nghĩ gì vậy? Đôi má Hồ Mộc Kỳ nóng bừng nói, anh đang nhìn em, bỗng nhớ đến rượu. Thật vậy hả? Bởi người đẹp và rượu không thể chia hai ra được. Anh muốn uống rượu không? Anh không sành uống rượu, không uống càng tốt. Nếu rượu say thì làm sao mà về? Điều đó rất đơn giản, em sẽ treo anh tại đầu giường. Nói xong Lộ Sang cười sằng sặc. Hồ Mộc Kỳ nói, nếu được treo tại đầu giường của em thì anh rất vui. Thế nào, em muốn uống rượu nữa sao? Đương nhiên là vậy rồi. Đêm nay đặc biệt nàng muốn uống rượu. Huống chi hôm nay nàng bị gã lưu manh bắt buộc nàng làm theo ý hắn. Chuyện này làm buồn chết đi được. Uống chén rượu có lẽ tâm hồn được thơi thới hơn. Lộ Sang đem hai ly rượu để trên bàn, nàng lại đi xuống nhà bếp đem lên hai dĩa thức ăn. Trưa nay không ăn cơm, bây giờ vừa ăn vừa uống. Hồ Mộc Kỳ cầm chai rượu lên nói, để anh rót, rượu cao lương ngon lắm. Trên đầu giường em có cái mốc, nếu anh sai em sẽ móc anh lên. Được, trước nhất tạ ơn em đã móc anh trên đầu giường mà khoản đãi. Cạn ly. Không, chúng ta uống tự do. Lộ Sang, mến cảm làn hơi của em, uống ít rượu để trợ hứng, uống nhiều quá sẽ say nghi ngửa. Cũng được, chúng ta hãy uống từ từ, nhưng phải dùng một ly làm nguyên tắc. Hay lắm. Này cũng ly, chúc người đẹp và chúc cả bản thân mình. Sao lại chúc cả bản thân mình nữa? Trong đêm thâu vắng vẻ mà được cùng người đẹp cùng ly, há không phải đủ vinh hạnh lắm sao? Hay lắm, hãy uống đi. Nam nhi không thể xa rời rượu ngon và người đẹp. Lộ Sang, được cùng em gần gũi, anh cảm thấy hứng thú quá. Từ lâu nay anh chưa lần nào dùng rượu giải sầu. Hãy dùng một miếng đồ nhắm đi. Má Lý, nướng cá ngon đáo để. Anh còn sợ bà ấy không biết nấu cơm canh nữa chứ. Anh mướn nhà thuê người làm công cho em, lo tất cả mọi mặt. Em không biết làm cách nào để tạ ơn anh. Mọi người đều uống hai ly. Lộ Sang đã chến choáng, gương mặt trắng xanh của nàng đã biến thành hồng nhuận. Hồ Mộc Kỳ cầm bình rượu rót cạn vào ly, uống một hơi hết sạch. Lộ Sang gục đầu xuống ghế. Mộc Kỳ, em đã sai, rượu cao lương quá mạnh. Thì em hãy nghỉ đi. Anh thì sao? Em không còn đủ sức để treo anh lên đầu giường nữa rồi. Anh không sai, chỉ hơi chóng mặt một chút thôi. Anh không sai thì hay lắm, không sai thì đỡ em lên giường, em buồn ngủ ghê lắm. Rượu mạnh chỉ là một nguyên nhân, nhưng nguyên nhân làm họ sai thì rất nhiều. Chẳng hạn như chưa dùng cơm, bụng đang rỗng không mà uống rượu vào thì rất dễ sai. Lộ Sang được Hồ Mộc Kỳ đỡ vào giường ngủ, đồng thời cởi giày cho nàng. Bỗng nhiên Lộ Sang câu cổ chàng nói, anh đừng đi, em sợ lắm, dường như người ta muốn giết em. Lộ Sang, em không muốn anh đi. Anh nhẫn tâm để người ta giết chết em sao? Hãy đóng chặt cửa lại, bằng không gã đeo kính đen sẽ xông vào đây. Mau đi, vì cứ gì mà chậm vậy? Em không buông anh ra, làm sao đi đóng cửa được? Được, em buông anh ra. Mộc Kỳ, anh đừng trốn chạy, bỏ em một mình. Không trốn chạy đâu. Anh đã chặn đóng cửa đến ngồi bên em đây là gì? Tắt đèn đi, để tên mang kính đen không nhìn thấy em ở tại đây. Đưa tay ra tắt đèn, Hồ Mộc Kỳ rất nghi ngờ khó hiểu. Tên mang kính đen là ai? Lộ Sang nói hay rượu nói? Mộc Kỳ, hãy ngủ đi, em sợ chết lắm. Anh ngủ tại đây. Đường lúc Hồ Mộc Kỳ kinh ngạc, Lộ Sang kéo chàng nằm xuống, họ cùng nhau nằm ngủ. Mộc Kỳ, hiện giờ em hết sợ rồi. Phải em đang trốn vào lòng ngực anh không? Không nhìn ra em. Phải rồi, tên đeo kính đen cũng không nhìn ra em. Vì hoảng sợ, vì uống cạn một ly rượu mạnh, Lộ Sang trở thành bất thường. Tất cả đều bất thường. Sáng sớm hôm sau, bà Lý dậy rất sớm, đến phòng khách thấy trên bàn chén ly bừa bãi. Bà biết rằng Hồ tiên sinh về rồi nên có bữa tiệc này. Bà sợ làm ồn kinh động đến cô chủ, bà nhẹ tay dọn dẹp đồ đạc, bất cẩn làm đụng chiếc ly rớt xuống đất, gây một tiếng động mạnh. Lộ Sang giật mình tỉnh dậy, đang thấy một người đàn ông nằm cạnh mình, đưa tay rờ khắp thân mình nói, đêm qua. Nàng như nhớ ra, nàng nhìn Hồ Mặc Kỳ đang ngủ say, dường như sự buồn phiền đều tiêu tan. Nàng gọi lớn, Má Lý ơi, hãy đi chợ mua đồ ăn, tôi còn ngủ nữa. Cô hãy ngủ đi, tôi đi về sẽ dọn dẹp. Hồ Mộc Kỳ cũng bị hai người nói chuyện làm cho chàng tỉnh giấc, chàng hoang mang. Tôi đang... Lộ Sang lập tức bụm miệng chàng lại và nở nụ cười bẽn lẽn. Hồ Mộc Kỳ thấy nàng không trách mình, chàng yên lòng nói, Lộ Sang, đêm qua đối xử không phải cùng em, thật anh không ngờ được. Không phải hoàn toàn lỗi tại anh, cảm ơn em đã lượng thứ cho. Mộc Kỳ, sau tiệc rượu này, em vô cùng cảm kích và đền trả ân huệ của anh. Lộ Sang, anh không bao giờ lợi dụng ân huệ chi cả, em biết điều đó. Lúc anh học cao tam, đối với em
lòng anh đã nảy mầm yêu đương đối với cô bé sơ nhị. Nhưng vì anh tốt nghiệp ra trường nên không có dịp tiếp xúc với em nữa. Không ngờ hôm nay... Đừng nói hết lời, em đã biết trước anh muốn nói gì rồi. Lộ Sang, em có thể cho anh yêu em vĩnh viễn. Em rất cảm kích, nhưng chúng ta không thể sống chung trong cảnh éo le. Lộ Sang, chỉ trừ em không yêu anh, em muốn sao anh cũng chịu theo em cả. Chỉ vì anh đã có vợ, em rất sợ chia sẻ vợ chồng người, bởi em đã bị người chia rẽ. Vợ chồng anh tuy đang cùng sống chung với nhau, nhưng hai tấm lòng đều cách biệt, hận oán. Nếu em có thể chia rẽ ra, tức là em đã làm một việc phải. Nếu em đồng ý thì đừng lo chi cả. Một Kỳ, em không đẹp như anh tưởng đâu. Bất cứ em nói điều gì, anh chỉ tin vào nhãn quan của mình. Đôi nhãn quan kinh nghiệm đã yêu em thật sự và thật sự giúp đỡ em. Em cũng tin lòng thành thật của anh, nhưng... Lộ Sang, xin em đồng ý cho anh ở chung. Ở chung? Phải rồi, chờ anh và vợ anh ly hôn xong, em sẽ cùng em kết hôn. Một Kỳ, anh đối với em rất thâm tình, em vô cùng cảm kích, nhưng anh không dễ gì ly hôn. Sao em biết được? Bởi giờ anh không phải là một người đàn bà hèn yếu. Nghe nàng nói, Một Kỳ yên lặng. Quả đúng như lời nàng, vợ chàng rất dữ, chàng làm cách nào đối phó được. Chàng tỏ vẻ cương quyết. Lộ Sang, anh đã có biện pháp, tuy nhiên tránh không khỏi phiền phức. Nhưng anh không hề sợ, chỉ vì anh đã quyết tâm. Nếu anh không ly hôn được thì kể như đời anh phải chết hẳn. Lộ Sang, anh rất yêu em đáp ứng lời anh không? Chờ em suy nghĩ lại. Còn nghĩ gì nữa, chúng ta tuy chưa có danh nghĩa là vợ chồng, nhưng thực tế đã thành đôi vợ chồng. Anh muốn chúng ta cùng ở chung với nhau trước. Phải rồi, em nhất định phải đáp lời anh. Sau cùng Lộ Sang gật đầu tỏ vẻ ưng chịu. Hồ Mộc Kỳ mừng rỡ nhảy phốc lên. Lộ Sang, từ nay em là của anh là của em. Nếu ai xâm phạm đến em, anh nhất định sẽ liều mạng với họ. Lộ Sang, đêm qua chúng ta tạm gọi là đêm động phòng qua chút. Lộ Sang đã trải qua ba gã đàn ông, đối với một người đàn bà trẻ tuổi như nàng thì không tốt gì. Lộ Sang đã qua từng cơn chua xót, hiện giờ gã đàn ông đang cần gần nàng cũng không phải vợ chồng chân chánh. Nàng và Hồ Mộc Kỳ gặp nhau cũng gọi là mối tình lạ lùng. Chương 29. Đúng 8 giờ đêm sau, Lộ Sang mang theo 1 vạn đồng, nàng run rẩy một mình đi đến cầu Ái Hà. Nàng lo sợ nhắm trước nhìn sau, đã 8 giờ 3 phút rồi mà người đeo kính đen đâu không thấy. Có lẽ hắn sợ mà không dám đến. Thật ra nàng không đi báo cảnh sát, một mặt vì nàng bị uy hiếp, mặt khác tốn bao nhiêu nàng cũng không ngại, miễn đổi lấy sự an bình. Nếu đi báo cảnh sát, thân mình khó bảo toàn. Nàng đang suy nghĩ lộn xộn, bỗng nhiên có chiếc xe chạy tới thẳng sát bên nàng. Có tiếng gọi: "Cô Lộ Minh, mau lên đây, bằng không thì lưỡi dao này nó không vị tình." Nàng liếc mắt nhìn thấy đúng là gã mang kiếng đen hôm qua. Mặt hắn lầm lì hung ác nói với nàng: "Lẹ đi." Lộ Sang quá kinh sợ, nàng mất tất cả chú ý. Nàng bị người mang kiếng đen kéo lên xe, xe rồ máy vọt nhanh đi. Nàng còn nghe hắn nói: "Cô Lộ Minh, nếu cô có cảnh sát bao vây, tôi và cô cùng chết cả." Lộ Sang run lên: "Xin ông đừng sợ." "Cô không có báo cảnh sát?" "Không, tôi chỉ muốn giúp cho ông số tiền cần thiết." "Cô thật xứng đáng là ngôi sao sáng." "Tiền cho ông đây." "Cảm ơn cô cho tôi tạm mượn vậy." "Xin ông để tôi xuống xe." "Cô hãy yên lòng, tôi tuyệt đối không hại cô đâu. Chỉ muốn cô rộng rãi cho tôi đôi chút." "Ông muốn mang tôi đi đâu?" "Đến một nơi an toàn, sẽ thả cô xuống." "Xin ông đừng hại tôi." "Cô Lộ Minh, bây giờ tôi xem cô là tình bầu bạn, có lý nào tôi hành động một cách thiếu lương tâm sao?" "Ước mong từ nay ông đừng tìm tôi gây thêm phiền phức nữa." "Tôi hoàn toàn không hề gây phiền phức cho cô, trái lại cô nên cảm kích tôi nữa mới phải chứ." "Bắt buộc phải lo nhiều tiền lại còn phải cảm kích. Cảm kích gì đây? Trời bảo cũng không cảm kích một tên cường đạo nữa." Lộ Sang đang nguyền rủa thầm, bỗng nhiên xe thắng lại. "Cô Lộ Minh, xin mời cô xuống xe." "Cảm ơn cô." Nàng xuống xe mới có cảm giác mạng mình được sống sót. Đôi mắt nàng nhắm tới trong lui, thấy người đi đường thư thớt, người đeo kiếng đen đã cho xe chạy đi mất hút. Như tỉnh cơn ác mộng, Lộ Sang nghĩ đến giờ hát tại rạp. Nàng kêu xe chạy thẳng tới rạp Ngũ Di. Xe chạy nhanh đưa nàng đến rạp hát. Giám đốc Hứa Thế Lâm thấy nàng đến, gương mặt nóng nảy chờ đợi của ông đã tan biến, nhưng chỗ cho nụ cười nở hẳn ra. "Cô Lộ Minh, tôi sợ cô không đến chứ." "Làm sao không đến được? Cô hãy nghỉ ngơi chút đi. Hôm nay rạp đông khách, không còn chỗ trống. Theo ý tôi, muốn đền đáp thanh tình của cô với khách mộ điệu, yêu cầu cô hát liên tiếp 3 bản. Trong lòng đang cơn lộn xộn, lại phải ca nhiều bản thì phiền chết đi được. Lộ Sang không mấy vui nhưng gắng gượng cười. "Đại giám đốc căn dặn
phải vâng lời chứ sao. Từ ngày cô hát ở rạp này, danh của cô nổi danh như diều gặp gió. Ông đừng khen ngợi tôi quá. Tôi lên sân khấu đây. Trễ một chút, để tôi thưa ít lời cùng khách. Nói xong, Hứa Thế Lâm bước ra sân khấu. Bỗng nhiên Lộ Sang nghe tiếng trong máy phóng thanh. Thưa quý vị, cô Lộ Minh hôm nay trông mình không được khỏe, nhưng cô rất cảm tạ quý khán giả chiếu cố, nên phải đến giúp vui cho chư vị ngày cuối tuần. Cô Lộ Minh sẽ hát cống hiến quý vị bài hát Yến Song Phi. Tiếng vỗ tay vang dậy, Lộ Sang bước ra sân khấu. Nàng nhếch miệng cười cúi đầu chào khán giả. Sau đó nàng hát bài Yến Song Phi. Dứt bản ca, tiếng vỗ tay như vỡ rạp, khiến cho nàng đứng trên sân khấu, dưới khán phòng thảy đều hài lòng. Đêm nay Lộ Sang hát rất nhiều, nàng cố gắng để cho vừa lòng chủ. Hứa Thế Lâm nhếch miệng cười tích tuếch, lão muốn mở lời mời Lộ Sang đi dùng cơm tối tại nhà hàng. Cô Lộ Minh, vì cô mệt nhọc đêm nay, tôi xin mời cô dùng cùng tôi một bữa cơm đêm. Thưa ông, tôi lấy làm vinh hạnh, nhưng không thể bầu bạn cùng ông được. Ăn uống chút ít có hệ gì, tốn bao nhiêu mà cô sợ. Nếu mời, xin ông mời toàn thể ca nhạc sĩ, bọn họ đâu có so sánh với cô được. Thực ra có nhiều chị hát hay hơn tôi, cũng như chị Phi Phi, ca rất hay. Hiềm vì tuổi đã lớn nên không còn sức hấp dẫn phái nam nữa. Tôi muốn đãi cô một bữa, cô lại nói chuyện ngoài đề không vậy? Thưa ông giám đốc, bà nhà có quy định cho ông mấy giờ về nhà không? Cô làm sao biết được? Chỉ vì điều đó nửa công khai nửa bí mật. Hứa Thế Lâm cười cười tỏ vẻ do dự. Lộ Sang thấy thế bèn nói tiếp, thưa ông, ngày mai gặp lại. Lộ Sang vừa ra đến cửa, bỗng thấy Hồ Mộc Kỳ bước đến đón nàng. Lộ Sang, anh ở đây chờ em. Em tưởng anh đã về rồi chứ. Thôi mình đi. Hai người đi ra đến đường phố. Hồ Mộc Kỳ nghi ngờ hỏi, thật em trông mình không khỏe hả? Không có. Sao mà ông giám đốc nói như vậy? Đó là nghệ thuật câu khách của giám đốc. Vậy mà làm anh giật mình, muốn dùng gì trước khi vậy? Em không đói. Hồ Mộc Kỳ bèn kêu xe đi thẳng về nhà. Cùng ngồi chung xe với Hồ Mộc Kỳ, Lộ Sang rất hứng khởi. Nhưng nàng không khỏi chua xót chuyện vừa qua. Kiếm được tiền rất khổ, nhưng bị người làm tiền một cách trắng trợn. Bỗng nhiên Hồ Mộc Kỳ hỏi, Lộ Sang, một tuần lễ rồi, sau khi tan sở anh không về nhà. Anh càng ngày càng to gan, chưa chuẩn bị gì hết mà trọn tuần lễ không về nhà. Anh gạt mụ vợ ngược đãi anh và nói khùng rằng tuần này anh phải đi Đài Bắc để mua sắm vật liệu. Chị ấy cũng tin sao? Tin hay không là do bà ấy, miễn là anh tránh được bà ta mà thôi. Lộ Sang, gia đình ta tuy nhỏ nhưng đầy đủ ấm áp và hạnh phúc. Chị ấy không gọi điện thoại đến xưởng điều tra, bà ấy làm gì có được hành động thông minh như vậy? Ước mong anh đừng làm thế nữa. Khi anh chưa ly hôn mà có cuộc rầy rò thì khó chịu lắm. Em yên chí đi, không có gì phiền phức đến em đâu. Anh à, chỉ còn 2 tháng nữa thì giao kèo của em đã mãn. Anh không hy vọng em ký hợp đồng tiếp thêm nữa, vì anh không muốn những gã đàn ông bu quanh mình. Nói cách khác, họ gây nhiều khó khăn cho em. Thật ra em cũng cảm thấy chán ngán lắm rồi. Lộ Sang, hiện giờ em là vợ của anh rồi, em bất tức phải đi hát cho nhọc lòng, cần gì anh đều có cả. Em đồng ý, bản hợp đồng em sẽ nghỉ luôn. Em đáng yêu, cho anh bồng em nhé. Không được, anh bồng em không nổi đâu, không được. Hồ Mộc Kỳ bồng Lộ Sang đặt lên giường, chàng cùng nằm xuống, bà thở ồ ồ. Lộ Sang bật cười kêu lên sặc sụa. Chương 30. Vừa qua 4 ngày, tên Mang Kiến Đen lại xuất hiện trước Lộ Sang. Nàng kinh ngạc hỏi, ông lại còn tìm tôi làm gì? Cô Lộ Minh, xin cô cảm phiền, với thiện ý tôi tìm cô để bàn một vài câu chuyện. Tôi thanh minh trước cùng ông, nếu bắt tôi chạy tiền nữa thì nhất định là không có. Hiện giờ tôi không yêu cầu gì nơi cô, nhưng khi cần yêu cầu thì không phải 1 vạn mà 8 vạn hay 10 vạn cũng không chừng. Ông đem giết chết tôi cũng không có số tiền đó. Chúng ta bàn đến chuyện đó nữa làm gì? Hôm nay tôi không phải tìm cô để yêu cầu tiền. Ngoài tiền ra còn có chuyện gì cần bàn? Mục đích tôi tìm cô hôm nay để chúc mừng. Chúc mừng? Tôi chưa sanh cũng chưa kết hôn. Chúc mừng cô gặp Hồ Mộc Kỳ, một vị chủ hãng giàu có lớn, nên tôi tìm cô mà chúc mừng. Ông, tôi không phải nói càng nói bướng. Cô Lộ Minh, tài sản của Hồ xưởng trưởng có lẽ từ 100 vạn trở lên. Ông ấy là bạn học của tôi, nhưng hiện tại hai người đã ở chung với nhau. Ông nói càng. Đối với những ngôi sao ca hát, không bao giờ tôi nói càng, cũng như cô chẳng hạn. Ông lại còn có mục đích gì? À, tôi đã nói hôm nay không có mục đích gì. Thế thì hẹn gặp lại. Cô Lộ Minh, tôi còn ít lời xin cho cô biết rõ, xin ông nói mau đi.
Lộ Sang dừng chân lại, tỏ vẻ rất khó chịu. Trong lòng nàng vừa nghi ngờ vừa đau khổ. Gã điêu kiến đen cười nói: "Xin cô thông thả đi, tôi có làm điều gì không phải với cô đâu. Xin ông hãy nói, yêu cầu ông nói mau đi." "Được, tôi nói đây. Xem lần trước cô rất hào phóng giúp tôi 10.000 đồng, do đó tôi phải chiếu cố đến cô." "Cảm ơn ông." "Cô Lộ Minh, chuyện quan hệ là do Hồ xưởng trưởng." "Nghĩa là sao?" "Ông ấy là người đàn ông đã có vợ, cô nên biết điều đó." "Biết rồi." "Thế mà cô..." "Tôi đã nói, tôi và Hồ Mộc Kỳ là bạn học nhiều năm, bây giờ mới gặp lại nhau. Không có quyền giao thiệp với nhau sao?" "Ở chung nhau thì vượt ngoài tình bạn rồi cô ơi. Theo ý tôi thì không có gì." "Thế là được rồi, ông còn muốn nói gì nữa?" "Nhưng đối với vợ của Hồ xưởng trưởng mà nói thì không thể nào tha thứ được. Bởi chị ấy đối không phải với chồng. Người đàn ông có vợ lẽ nào không nói xấu vợ nhà?" "Chị ấy đã biết." "Sao lại không biết?" Lộ Sang rất lo sợ nhìn gã đeo kiến đen, nhưng nàng trấn tĩnh nói: "Ông muốn làm trung gian giở trò gì đây?" "Cô Lộ Minh, cô đừng nhìn tôi là một trò cười. Bộ cô nghĩ tôi chỉ làm trung gian để đùa cợt với cô sao?" "Thế là ông vấn vít theo tôi làm gì?" "Đến nước này tôi phải nói rõ cho cô biết. Bằng không cô cho rằng tôi vấn vít theo cô để gây ra những trò bất hảo." "Sớm giờ ông mãi nói vòng vo, chưa nói rõ chủ đề." "Chỉ vì cô là Lộ Minh, lần trước đã giúp tôi 10.000 đồng thì giao tiền cho ông rồi. Do đó tôi xin giúp cô một việc. Tôi không phải là kẻ phạm tội." "Không thể chẳng nói cô đã có tội phạm gia tình người khác. Tôi nói thật, tôi đã được bà Hồ Mộc Kỳ mướn." "Làm gì?" "Điều tra hành động bên ngoài của Hồ xưởng trưởng. Ông sẽ báo cáo với người chủ đã mướn ông. Bây giờ bàn đến chuyện tôi giúp cho cô Lộ Minh." "Tôi..." Lộ Sang đã đoán trước nói: "Đúng rồi, tôi còn chưa biết tiên sinh gọi là gì." "Tùy tiện." "Được rồi, vậy tôi gọi ông là Tùy Tiện tiên sinh. Xin ông tiếp tục nói đi." "Cô Lộ Minh, cô chẳng những là một ngôi sao sáng đang lên mà lại còn có nghĩa khí. Còn tôi..." "Tôi sẽ đối với chủ mướn tôi mà nói rằng Hồ xưởng trưởng không có hành động nào sái quấy ở bên ngoài. Đừng nói có bạn gái thật sự, cho đến bạn dắt đi xem cine, đi vũ trường cũng không có nữa." "Ông nói dối rất tài tình, chắc chắn chủ mướn ông sẽ tin." "Điều đó không phải tôi cố ý thổi phồng trước mặt cô. Tôi chỉ nói một câu, cũng bằng Hồ xưởng trưởng nói hàng trăm câu. Tôi rất đồng tình với chủ của ông, chẳng những tốn tiền mà còn bị gạt. Nếu tôi cứ nói thật thì đối với danh dự của cô, ông khỏi cần nói hết lời." "Tôi cũng đồng ý với Hồ xưởng trưởng, bởi vợ của ông không khác một con hổ cái, huống chi cô là một người đẹp hoàn toàn." "Ông còn chuẩn bị gì nữa đây?" "Tôi chỉ tìm cơ hội để gánh vác trách nhiệm cho cô." "Ông nên nói rõ muốn chừng bao nhiêu." "Tôi đã nói hôm nay không thể mở lời với cô." "Phải rồi, Hồ xưởng trưởng đi Đài Bắc về rồi chứ?" "Cô thấy chưa, tôi là thằng hay quên. Ông ấy nói đi Đài Bắc một tuần là để gạt vợ mà thôi." "Ông điều tra thật chính xác." "Đó cũng là công tác đáng kể, mà không báo cáo với chủ mướn, chỉ nhận tiền chủ mướn mà thôi. Nhưng sự kiện phải cần biết rõ." "Ông rất lanh lợi." "Tưởng thưởng làm gì, cô Lộ Minh. Sự tình đến đây không thể chấm dứt, còn phải tính toán dứt khoát nữa chứ. Ý chà, đời người sao lắm cảnh rắc rối giàu có như Hồ xưởng trưởng mà có vợ quá dữ, khiến cho ông ta tối ngày ăn ngủ không yên." "Không có vậy, làm sao ông có cơ hội làm tiền hai bên?" "Cô nên hiểu rõ, túng thiếu nên cực chẳng đã, phải lãnh mối kiếm chác. Lúc đầu tôi rất lười biếng trong công tác này ghê đi." "Ông chưa nói rõ cho tôi biết." "Nếu có việc gì tôi sẽ báo cáo cho cô biết." "Phải rồi, tôi có nghe có một số người theo cô quấy nhiễu mãi phải không?" "Đúng vậy, bị họ vấn vít lắm khi ca hát không muốn được." "Từ nay có bọn người đó thì cô nên nói tùy tiện muốn gặp họ là đủ rồi. Sao ông không tuyên bố cùng thủ hạ bảo họ đừng nên làm phiền tôi nữa?" "Căn cứ theo quy luật thì tôi không thể tuyên bố như thế được. Cô Lộ Minh, từ nay cô yên lòng, miễn tôi nói một lời thì cô khỏi bị phiền phức nữa." "Cảm ơn ông, hẹn gặp lại." Lộ Sang nhìn theo tên đeo kiến đen đi mất hút trong đường phố. Nàng rất hận không thể gọi cảnh sát bắt hắn cho khuất mắt, nhưng nàng không thể làm thế được, chỉ vì tên lưu manh đã nói là nàng có tội phạm vào gia đình người khác. Nàng về đến nhà thì bà Lý đã dọn cơm trưa. Lộ Sang xem đồng hồ, nếu chờ Tăng Sở, Hồ Mộc Kỳ về thì chỉ chờ 20 phút nữa. Tinh thần nàng hoảng hốt, ngồi dựa tại ghế sofa. Nàng ăn năn cho mình tại sao quá dễ dãi cho Hồ Mộc Kỳ cùng sống chung. Bằng không thì đâu bị tên tùy tiện bắt buộc cho nàng phải khó xử. Hiện giờ phải đối phó với tên tùy tiện, bằng không thì hắn báo cáo với vợ Hồ Mộc Kỳ.
nếu người đàn bà hung hăng có đến đánh ghen thì nàng không thể chịu đựng nổi. Nàng đang ôm đầu sầu khổ, bỗng nghe tiếng chân đi tiếp theo đó, Hồ Mộc Kỳ với giọng thân thiết: "Lộ San." Nàng đứng lên lấy lược chải sơ đầu tóc rồi nói: "Mộc Kỳ, em đang ở đây. Bà Lý đã dọn cơm rồi, em đang chờ anh về đó chứ." "Cảm ơn em. Má Lý có nấu những món anh ưa thích. Lộ San, từ nay cứ theo ý kiến của em, em thích gì thì anh dùng nấy, còn anh thì tùy tiện." "Tùy tiện?" Nghe chàng nói đến tùy tiện, nàng bỗng nhớ đến gã đeo kiếm đen. "Chuyện gì sao bỗng nhiên mặt biến sắc vậy?" "Không có chi, em chỉ mừng vui có anh ở bên em, cùng em ở chung. Dầu phải ăn cơm nguội canh lạc, anh cũng cảm thấy vui vẻ vô cùng. Lộ San, một người không thể đủ sinh hoạt đau khổ này, không thể lấy vật chất mà bù đắp cho được. Mộc Kỳ, anh hãy ăn đi." Chàng ăn ít miếng rồi nói: "Lộ San, trên đời này không hiếm chi người không biết bao giờ mới thỏa mãn dục vọng. Chỉ có anh là ngoại lệ, được chung sống cùng em là anh thấy đầy đủ quá rồi." Lộ San chăm chú nhìn chàng: "Mộc Kỳ, em không có cách nào không yêu anh cho được." "Anh cũng thế, không thể yêu ai ngoài em ra." "À Lộ San, đến lúc nào rảnh, chúng ta cùng đi viếng An Bình Cổ Bảo." "Không, em không đi đâu hết." Lộ San bỗng nhiên thất thần kêu lên, chỉ vì nàng nhớ lại cũng tại An Bình Cổ Bảo mà khởi đầu cho cuộc đời nàng như chiếc thuyền trôi trong cơn sóng gió. Hồ Mộc Kỳ sững sờ giây lát bèn hỏi: "Lộ San, em làm sao vậy?" "Không, chỉ vì An Bình Cổ Bảo em có đi qua rồi, không có gì vui mà du ngoạn, do đó em không muốn đi." Dùng cơm xong, hai người cùng lên giường mà ngủ. Lộ San nghĩ đến những người chồng nàng đã qua. Cốc Minh thì trước khi ngủ chàng sờ mó hôn hít rất lâu. Tạ Cách Luân trước khi ngủ trưa cũng có thói quen rất xấu đó. Vì có Hồ Mộc Kỳ, trước khi ngủ chàng nằm rất êm thấm, không hề làm rộn nàng. Đời nàng đã trải qua nhiều biển đổi bể dâu, hiện giờ nàng rất là yêu cái tánh trầm tĩnh của Hồ Mộc Kỳ. Nàng lại nghĩ đến gia đình. Đã hơn một năm rồi nàng không viết một dòng chữ gửi về thăm cha mẹ và chị của nàng. Có lẽ ba má nàng cho rằng nàng sống với Tạ Văn Chi rất yên ổn. Gia đình đâu có ngờ Tạ Văn Chi, tức là Tạ Cách Luân, nay đã chết. Gia đình đâu có biết nàng hôm nay đã đắm chìm trong nghề ca hát, lại cùng chung sống với một người đàn ông đã có vợ. Nàng rất hổ thẹn, không còn mặt mũi nào mà viết thư về gia đình, mà viết thế nào đây? Nhất là hổ thẹn với chị nàng. Khi nghĩ đến Lộ Ni, nàng nhớ tới người bạn trai đánh giày của chị. Không biết bây giờ họ đã kết hôn với nhau chưa? Bỗng nhiên Lộ San rơi đôi dòng nước mắt. Nhất là nàng thương nhớ mẹ và hai đứa con thơ. Nàng cảm thấy vô cùng đau xót. Cũng tại mình gây nên xấu hổ mà bây giờ không còn mặt mũi nhìn con. Nàng nhìn đồng hồ để gọi Hồ Mộc Kỳ đi làm việc. Mỗi khi Hồ Mộc Kỳ ngủ trưa tại đây, khi chàng thức dậy thì sẽ lén ra đi, chứ không hề làm cho nàng mất giấc ngủ. Vì lát sau chàng thức dậy cũng như hàng bữa, chàng sẽ lén đi ra. Nhưng Lộ San không hề ngủ được, nàng lăn qua chỗ nằm của chàng. Nhờ hơi ấm mà nàng cảm thấy dễ chịu nên nhắm mắt lại. Sau khi hát xong, Lộ San toan trở về, bỗng nhiên nghe ông giám đốc gọi: "Cô Lộ Minh ơi, có điện thoại của cô." "Ai gọi tôi đó?" "Tiếng đàn ông." Nàng bỗng thấy hứng khởi lên, chắc chắn Hồ Mộc Kỳ đã gọi để đến trước nàng. Lộ San lật đật chạy đến phòng giám đốc. Nhìn thấy ông giám đốc đã đi ra, nàng rất mừng. "Alo, có phải Hồ đó không?" "Cô Lộ Minh, tôi không phải là Hồ xưởng trưởng, mà chính là Tùy Tiện đây." "À Tùy Tiện, ông gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì?" "Mấy ngày qua không gặp mặt, cô mạnh giỏi chứ?" "Vẫn mạnh, cảm ơn ông." "Tôi không nghĩ đến việc tìm cô, nhưng có việc rất bất lợi cho cô, nên buộc lòng phải cho cô biết." "Việc gì mà bất lợi cho tôi?" "Trong điện thoại bất tiện nói rõ, xin mời cô đến cửa chánh của sân vận động, nhưng cô chỉ đi một mình thôi. Nếu trong 10 phút cô không đến, thì kể như tôi không thể chờ cô nữa." "Được, tôi sẽ đến ngay." Nàng buông ống điện thoại xuống, đứng ngẩn ngơ giây lát. Giám đốc bước vào hỏi: "Cô Lộ Minh, dường như có việc gì khó khăn cho cô." "Không, tôi đang nghĩ cách đối phó." "Đối phó? Chuyện gì mà phải đối phó?" "Bọn đàn ông hôi thối, họ mời tôi dùng cơm." "À xin lỗi, vì ông giám đốc cũng là phái nam." Hứa Thái Lâm cười cười nói: "Tôi không hôi thối thì thôi, chớ hề gì." "Xin kiếu ông chủ, ngày mai gặp lại." "Cô Lộ Minh nè, khách mộ điệu say mê cô chẳng những hát hay lại đẹp. Tôi đề nghị cô thường thay đổi kiểu tóc, để cho họ có ấn tượng, thấy cô mãi mới trong lòng của họ." "Có lẽ khách mộ điệu đã chán lời ca và chán cả thân hình tôi nữa. Tôi mong sao hợp đồng sớm mãn phức cho rồi." "Cô đừng nói vậy chứ, tôi rất vui vẻ tái ký hợp đồng với cô kia mà." "Đến chừng đó sẽ hay, nếu tôi không kẹt ca hát ở đây thì tôi đã đi La Mã rồi."
đêm mai có mấy người bạn từ ngoại quốc mới về, họ muốn đến nghe cô hát. Do đó, tôi cho cô biết đêm mai rất quan trọng. Tôi sẽ đứng ra giới thiệu cô. Đêm mai sẽ hay, tôi bận chuyện phải đi ngay. Lộ Sang đi vội vã đến chánh môn của sân vận động. Vì nói chuyện cùng ông chủ nên trễ hết mấy phút. Khi nàng vừa đi đến, thấy Tùy Tiện ngồi sẵn tại đây, sắc mặt của hắn nghiêm nghị không nói một lời. Nàng bước đến nói: xin lỗi ông, tôi trễ hết mấy phút. Thật tôi quá vô tình, cô đến trước mặt mà tôi không biết. Đừng nói không hay biết. Hai người cùng bách bộ đi đến một nơi cây cỏ rậm rạp rồi dừng lại. Tùy Tiện trong bốn bên nói: cô Lộ Minh, cũng may cô đến một mình, bằng không tôi đã chạy đi rồi. Tôi đã nói không bao giờ báo cảnh sát, huống chi quanh mình tôi không thiếu lâu la của ông canh chừng. Nếu như tôi không đi đến một mình thì ông đã đi mất dạng rồi. Tôi rất khâm phục sự thông minh của cô, nhưng không trốn thoát bàn tay của ông. Thật ra tôi hết lòng bảo vệ cô. Ông nói gì bất lợi cho tôi? Đúng vậy, bằng không đâu dám lãng phí ngày giờ của cô. Chỉ vì cô và Hồ xưởng trưởng như đã kết hôn rồi, xin ông nói giùm vắn tắt. Tùy Tiện bật lửa châm thuốc hút rồi nói: được rồi, chiều nay vợ Hồ xưởng trưởng nhờ tôi đi tìm giúp, vì bà ấy nghe người ta nói lại gặp Hồ xưởng trưởng đi trên đường phố, nên bà ta hồ nghi ông không đi Đài Bắc. Những ngày qua ông cũng không về nhà, khiến cho bà hồ nghi ông có tình ý bên ngoài. Do đó bà đốc thúc tôi hết sức điều tra. Nếu biết ông có vợ lẽ thì cho bà hay, bà sẽ thụ lao trọng hậu. Rồi ông tính sao? Vì thế tôi mới hẹn cô đến đây. Theo ý ông? Theo ý tôi, bà ấy là chủ mướn tôi với thù lao không ít, dĩ nhiên phải trung thành theo bà. Nhưng tôi không thể chịu nổi sự ngược đãi của người vợ đối với chồng. Chỉ vì tôi đã dỗ ngực cam kết với bà, nếu Hồ xưởng trưởng có vợ lẽ thì tôi sẽ cho bà biết. Bà rất tin tưởng vào ông, bởi ông đã biểu diễn tài của ông như thật. Bà ấy cũng trả công cho tôi không ít, nhưng đúng vào lúc tôi cần dùng mà tỏ ra không đẹp. Và gần đây tiền của bà không đủ cung ứng những điều cần thiết của tôi. Theo ông? Cô Lộ Minh, thật cô là người thông minh. Vạn nhất đến lúc tôi không tìm đâu ra thì tôi phải cần thiết đến vợ của xưởng trưởng, nói rõ những nơi Hồ xưởng trưởng ở, cũng như người bạn gái của ông. Chừng ấy muốn bao nhiêu bà cũng chịu cả. Ý ông là vậy? Đương nhiên phải bảo toàn cho cô và Hồ xưởng trưởng. Tôi cũng không hy vọng làm những chuyện ngoài ý muốn của mình. Ông cần chừng bao nhiêu? Cô Lộ Minh, khi chưa nói rõ số cần thiết, tôi xin nói rõ cho cô biết. Điều quan hệ là do cô ở chung với Hồ xưởng trưởng, chỉ riêng mình tôi biết. Nếu tôi không tố cáo với vợ ông thì chắc chắn cô và ông sẽ chung sống yên ổn. Còn riêng tôi tính đi Hương Cảng. Sau khi tôi đi rồi thì cô và Hồ xưởng trưởng sẽ được tự do. Chỉ vì tôi có nợ một món tiền lớn tại Hương Cảng, nếu muốn đến đây thì phải trả. Vì thế tôi phải tìm cô mà thương lượng. Rốt cuộc ông cần dùng bao nhiêu? Tôi xin thề với cô, từ nay cô không hề gặp lại tôi nữa. Như thế thì vẫn còn chút lương tâm. Tôi chỉ cần 10 vạn mới đủ. Lộ Sang như không tin vào tai mình. Ông nói sao? Cô Lộ Minh, không phải tôi cố ý làm tiền cô, nhưng ai ai cũng thừa biết 8 hay 10 vạn đối với ông chủ hãng hộ hồ không thấm vào đâu. Cô nghĩ giá một món tiền nhỏ mọn này mà đổi được sự yên ổn trường cũ thì đâu phải mắc. Quá nhiều, ông ấy lo không nổi đâu. Tôi đã nói rất rõ ràng, cô không chịu làm theo, đó là quyền của cô. Riêng tôi thì chỉ có con đường đi của tôi. Cô Lộ Minh, chỉ vì việc của cô và Hồ xưởng trưởng mà tôi tìm cô để thương lượng. Bằng không tôi chỉ nói một lời với vợ ông thì muốn bao nhiêu mà không được, thật đơn giản. Xin lỗi, tôi không sức cung ứng cho ông điều đó. Cũng được, xin cứu cô, hẹn gặp lại. Ý, cô Lộ Sang, chỉ vì gần đây tôi rất bận rộn, tự nhiên là bận lo việc đi Hương Cảng. Cô đáp ứng hay không, tôi cũng chẳng hề thỉnh cầu với cô. Để tôi còn xét lại. Hay lắm. Ông cũng biết tôi không thể lo đủ số tiền của ông đòi hỏi. Điều này tôi cũng đã nói rõ. Ông có thể để tôi thương lượng với Hồ xưởng trưởng không? Không thành vấn đề, chỉ vì tiền của ông. Nhưng cô Lộ Minh, nếu đợi ông ly hôn xong thì tài sản của ông hàng trăm vạn đều thuộc về cô. Do đó cô nên cố gắng đạt thành số một nhỏ cho tôi chứ. Anh ấy cùng ở chung với tôi không phải vì tiền. Nếu là vì tình yêu thì cô cần lo giúp cho tôi hơn nữa. Để tôi về thương lượng với anh ấy. Chừng nào cô cho tôi biết tin lành đây? Khoảng 10 giờ đêm mai được không? Theo tôi nghĩ chuyện này có gì đâu mà phải dùng đến thời gian. Nếu anh ấy đồng ý thì còn chờ trù bị số tiền nữa chứ. Số tiền nhỏ nhoi này bất cứ lúc nào nếu Hồ xưởng trưởng muốn mà không có cũng được. Vậy thì 10 giờ đêm mai. Ông muốn bức tử người chứ chẳng chơi. Cô hãy yên lòng, đừng nói 10 vạn mà 100 vạn đi nữa
cũng không đến nỗi bức tử Hồ Xứng Trưởng đâu. Có cách nào làm tiền hay hơn cách này? Nếu tôi hay thủ hạ của tôi phát hiện ra, các người báo cáo với cảnh sát, đến chừng đó chẳng những giết cô mà giết cả Hồ Xứng Trưởng nữa. Nếu lần này ông đạt được mục đích, sau này ông vẫn thực hành kỹ thuật cố hữu, chúng tôi thà là bị sát hại còn hơn. Cô yên chí đi, một lời tôi đã nói không khi nào thay đổi. Xin cứu ông. Tôi hy vọng tất cả không phải là lời nói dối để làm tiền. Lộ Sang sau khi từ giả gã đeo kiếm đen có cái biệt danh là Tùy Tiện, nàng gọi xe đi trở về, trong lòng vừa khó chịu vừa giận. Nàng tự hỏi tại sao mà mình lại phải chịu lệ thuộc vào bọn lưu manh. 10 vạn, trời, làm thế nào mở miệng để mà nói với Hồ Mộc Kỳ đây? Chàng không khi nào chịu nhượng bộ, nhất định sẽ báo cảnh sát. Chừng ấy chuyện sẽ xảy ra to lớn, báo chí sẽ đăng tin tức này, chừng ấy gia đình và bên chồng nàng sẽ biết rõ. Lộ Sang đang suy nghĩ rối loạn, bỗng xe đã ngừng tại cửa. Tay nàng run run nhận chuông cửa. Nàng rất sợ Hồ Mộc Kỳ ở nhà, nhưng chàng lại ra mở cửa. Má Lý đâu anh? Anh cho bà ngủ rồi. Lộ Sang, anh đang chờ em. Mộc Kỳ, em có gì đâu. Em muốn tắm nhưng rất mỏi mệt, lại không muốn tắm. Chàng hôn lên mái tóc của nàng. Em không tắm, anh cũng không có gì chê em. Nhất định là hôi hám lắm. Lộ Sang thay đổi y phục, vui vẻ đối diện với Hồ Mộc Kỳ. Nàng không thể đem chuyện tên lưu manh bắt buộc mà nói lại với chàng. Nếu không nói ra thì làm sao có số tiền đó mà dâng cho nó. Rốt cuộc Lộ Sang nói, Mộc Kỳ, em thấy anh hiện tại rất vui vẻ. Đúng vậy, bởi vì được ở chung với em. Nhưng em phải cho anh hay. Chàng nghe nói đến đây lộ vẻ kinh ngạc. Lộ Sang, em vẫn yêu anh chứ? Em thì yêu anh rồi, nhưng vì yêu mà phải mang lắm nỗi phiền phức. Nếu vợ anh không ưng ly hôn, chừng đó anh sẽ không để cho em phải phiền phức. Em muốn nói, hiện giờ chúng ta không nên lo buồn làm gì. Đêm nay trăng sáng đẹp chiếu vào cửa sổ, rồi đến gương mặt em, không khác nào một bức tranh tuyệt mỹ. Anh sẽ quà lại bức tranh đó. Hai hàng nước mắt Lộ Sang từ từ tuôn ra đôi má. Cô kìa Lộ Sang, sao em khóc? Mộc Kỳ, em đã hại anh. Không Lộ Sang, em là ngọn gió thổi bừng lên ngọn lửa trong lòng anh sắp tắt. Sao lại nói là em hại anh được? Em đừng khóc nữa, chúng ta yêu nhau không sức mạnh nào có thể chia rẽ được đâu. Mộc Kỳ, có người muốn bắt buộc em. Ai bắt buộc em? Ai? Hắn xưng là anh cả bên ngoài Ngũ Duy Ca Sảnh. Hắn có biệt hiệu là Tùy Tiện. Hắn đã bắt buộc em mấy lần rồi? Đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất bắt buộc em bao nhiêu? 1 vạn đồng. Sao em không thèm đếm xỉa đến hắn? Không được, hắn muốn giết em. Tại sao không nói cho anh hay? Em không muốn để cho anh hay vì em mà lo sợ và lo lắng. Lần thứ nhất rất dễ hăm dọa để làm tiền, do đó lần thứ hai lại ăn quen nữa. Chỉ vì hắn nói một lần này thôi, sau này không tìm đến em nữa. Lộ Sang, loại người đó không thể nào tin cậy được. Lần này hắn đòi bao nhiêu nữa? 10 vạn. Trời. Lộ Sang bèn đem tất cả chuyện của tên Tùy Tiện mà kể rõ cho Mộc Kỳ nghe. Mộc Kỳ nói, thật anh không hề tưởng đến. Nếu không lo đủ 10 vạn cho hắn thì hắn sẽ báo cáo việc mình chung sống với nhau đến vợ anh. Chừng đó em sẽ bị tai họa không nhỏ. Hắn còn nói gì nữa không? Hắn nói chỉ cần số bạc đó, hắn sẽ đến ở tại Hương Cảng, chừng đó chúng ta sẽ sống yên ổn. Lộ Sang, chúng ta không nên để cho bọn lưu manh nó lộng hành. Nếu nhượng bộ chúng thì hậu quả không thể lường được. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Báo cảnh sát. Không nên, chúng sẽ giết mình vì hắn đã nói như vậy. Hắn muốn em phải đem tiền đến lúc nào? 10 giờ đêm mai. Đến lúc đó thì bắt hắn ngay. Mộc Kỳ không phải đơn giản như anh tưởng. Hắn rất xảo quyệt, không thể đo lường được. Theo ý em, đem tiền cho hắn thì xong. Lộ Sang, theo anh biết, không phải đem 10 vạn đồng bạc mà đổi lấy bình an cho mình. Khi bọn chúng xài hết tiền rồi sẽ sanh ra nhiều thế khác nữa, chứ không bao giờ chịu yên lặng đâu. Chứ gì em sợ bọn chúng hạ độc thủ? Đừng lo, anh sẽ yêu cầu cảnh sát bảo vệ. Mộc Kỳ, em nghĩ chúng ta nên rời Cao Hùng là hơn. Em muốn rời Cao Hùng? Chậm chậm sẽ tính sao? Kể từ ngày mai em không nên đến rạp ca hát nữa. Hợp đồng chưa mãn mà. Để anh tìm Dương Tương Hoa nói rõ với giám đốc. Không hát được là vì có những lý do. Theo anh chúng ta đối phó thế nào? Luôn mấy ngày em đừng đi đâu cả. Em à, những người làm ác đừng dung dưỡng cho họ ở ngoài luật pháp mãi. Anh quyết định báo cảnh sát. Trưa mai anh sẽ lén đến báo cảnh sát. Đến 10 giờ tối anh sẽ hiệp cùng cảnh sát mà bắt hắn. Muốn báo thì nên đi báo bây giờ. Theo anh thì trưa mai sẽ báo cáo thuận tiện hơn. Trưa mai anh đến sở gọi điện thoại, như thế tránh khỏi bọn chúng theo dõi. Anh nghĩ cũng rất chu đáo. Chỉ vì em,
Anh muốn nhân dịp này mà trừ hậu hoạn cho những người khác, để cho em được vững lòng mà chung sống cùng anh. Nàng ôm chặt Hồ Mộc Kỳ, cảm thấy an toàn vô cùng. Nào ngờ Hồ Mộc Kỳ nói: Lộ Sang, chúng ta có hai người, đừng để phải lo lắng. Nếu trừ được điều lo lắng đó thì chắc chắn chúng ta sẽ được vui vẻ. Cửa phòng đóng kín lại, chỉ còn nghe tiếng cười. Lúc ấy có một bóng đen ngoài tường. Bóng đen ấy là gã đeo kiếm đen đã đòi hỏi nàng. Nguyên hắn và Lộ Sang bàn luận tại sân vận động. Sau khi chia tay, hắn biết Lộ Sang sẽ về tính việc cùng Hồ Mộc Kỳ. Hắn bèn trèo tường vào nhà trước, chỉ vì cửa sau không đóng. Hắn thật cả gan, đã lẻn vào, núp tại cửa phòng nghe trộm. Khi hắn nghe đến rốt câu chuyện, hắn phát giận lên, muốn xông ra mà giết chết Phước cho rồi. Nhưng hắn nghĩ đến chuyện lời hơn là báo cáo cho vợ Hồ Mộc Kỳ biết thì sẽ kiếm được tiền. Do đó hắn trèo tường ra ngoài. Hắn đi nhanh đến nhà Hồ Mộc Kỳ trước khi Mộc Kỳ đi báo cảnh sát. Đến nơi, hắn bèn vỗ cửa đùng đùng. Vợ Mộc Kỳ hỏi: Ai vỗ cửa? Nhà đại trinh thám đến đây. Ban đêm đến làm gì? Xem hình thái bà không muốn cho tôi vào. Được rồi, tôi đi. Có chuyện gì, hãy nói mau đi. Người đẹp như bà mà không biết tại sao hội xưởng trưởng lại bỏ đi ăn nằm với con đàn bà xấu như quỷ. Thật lời tục nó không lầm. Hoa nhà tuy thơm nhưng đã quen mũi. Hoa đồng tuy không ra gì nhưng nó có mùi lạ. Lại, ta rất chán cái giọng nói của nhà ngươi. Mãi tìm cách nói loạn xà ngầu. Sau rút thì đưa tay xin tiền. Lại A Hùng này làm việc rất cẩn thận, không bao giờ gây oan uổng cho người khác. Đã cầm chắc trong tay mới đến đây mà cho bà hay. Nói nghe mau, đừng múa tay động chân được không? Bà yên lòng, tôi cùng bà vấn vít nhau đến sáng mai cũng chẳng hề gì. Bởi hộ xưởng trưởng đang ở đâu? Ngủ bên mình một ả. Sao nhà ngươi biết? Đừng quên kẻ này là đại trinh thám. Chính mắt kẻ này đã trông thấy, cũng như chúng ta đã biểu diễn những ngày vừa qua. Đằng này họ biểu diễn còn hay hơn nhiều. Lại A Hùng, nếu đêm nay nhà ngươi không bắt được thì ta sẽ sát hại nhà ngươi. Muốn bắt thì đi bắt, chứ nói gì nghe quá nghiêm trọng vậy. Bắt được ta sẽ trả tiền. Đến bây giờ mà chưa chịu trả tiền, thật là đến đây tốn công vô ích. Từ nay nếu xài không tiền của ta, cũng như đã xài sinh mạng của ta vậy. Được, một lời đã định. Cho bà hay, Lại A Hùng này chỉ rõ cho bà biết, chứ không phải như lần khác. Bây giờ cho kẻ này thân mật trước một chút. Tôi không còn lòng nào mà tâm tình. Hãy đi đến nơi sẽ hay. Hơi nào mà gấp rút, ông ấy đang ngủ với người đàn bà khác thì bà cũng nên ngủ với gã con trai khác. A Hùng, đêm nay nhất định bắt bọn họ cho được mới nghe. Tôi đưa hai tay lên tán thành. Chỉ sợ tôi không làm lại họ. Phải rồi, Hùng cho tôi mượn khẩu súng. Nó là súng lậu. Đừng lo, tôi chỉ dọa để bắt họ chứ không giết chết. Được rồi, tôi sẽ cho mượn để dọa cho họ sợ. Nên nhớ súng tôi đã lên đạn rồi. Đi mau. Không khí đáng lo ngại vì vợ Mộc Kỳ tay đang cầm khẩu súng. Vợ Hồ Mộc Kỳ cùng gã lưu manh đi thẳng đến nơi văn phòng của Mộc Kỳ và Lộ Sang ở. Lại A Hùng thấp giọng: Chờ tôi trèo tường vào trong mở cửa, bà đừng gấp rút mà lộ mưu. Biết rồi. Lại A Hùng trèo tường vào trong, nhẹ nhẹ mở cửa ra để cho vợ Mộc Kỳ chen mình vào. Hắn dắt mụ đi cửa sau mà vào. Lại A Hùng bồng mụ lên để xem hành động bên trong. Quả nhiên thấy Mộc Kỳ đang ôm một người đàn bà mà ngủ. Máu ghen đã tràn lên cổ, mụ bèn ra dấu cho Lại A Hùng đá mạnh cửa mở toang ra. Sức mạnh của A Hùng làm việc này không mấy khó. Tông cửa xong, hai người tràn vào. Mộc Kỳ và Lỗ Sang giật mình tỉnh dậy, cả hai đều run lên. Hồ Mộc Kỳ nhìn thấy người đàn bà cầm súng chính là vợ mình. Lỗ Sang cũng tỉnh dậy, nhìn thấy gã đàn ông đúng là tên lưu manh mang kiếm đen. Hồ Mộc Kỳ run giọng: Em đến. Anh còn nhận ra tôi, tưởng là anh ngủ với người khác nên đã quên tôi rồi. Anh đi Đài Bắc đi hả? Anh là đồ bất hảo, cả năm bỏ bê vợ con. Em hãy buông súng xuống để nghe anh giải thích. Khỏi cần phải giải thích, anh cùng một người đàn bà khác đã ngủ chung với nhau, chính mắt tôi đã nhìn thấy mà còn phải giải thích nổi gì. Lộ Sang cầu khẩn: Thưa Hồ phu nhân, chính là tôi bất hảo, xin bà trọng dung. Vợ Mộc Kỳ nhổ vào mặt nàng một bãi nước bọt rồi nói: Đừng già hàm, tôi không muốn nói với loại người hạ tiện như cô. Hồ Mộc Kỳ không thể chịu nổi, hỏi gằn: Bây giờ em muốn gì? Tôi. Lại A Hùng đứng gần một bên nghiêm giọng: Cô Lộ Minh, tôi đã từng nói, khuyên cô đừng để cho tôi phải không còn đường đi. Tôi đã nói thật và rõ ràng, cô lại phản bội lời hứa của mình. Hồ xưởng trưởng lại còn dở tánh điêu ngoa, tính ngày mai đi báo cảnh sát. Đến tối ông sẽ họp cùng cảnh sát để bắt tôi.
Nhưng ông đã bắt được tôi chưa? Làm gì được lão đại này? Hồ xưởng trưởng, ông đã phạm tội với vợ, cũng như cô Lộ Minh đã phạm tội phá hoại gia đình của người khác. Trong khi nói thì vợ của Mộc Kỳ cười lên tràn cười rất rùng rợn. Chỉ nghe tiếng nổ chát chát luôn mấy tiếng thì Hồ Mộc Kỳ và Lộ Sang đã nằm lăn trên vũng máu. Lại A Hùng muốn co giò tẩu thoát, vợ Hồ Mộc Kỳ nạt lớn: đứng lại, mày đã lừa dối tao quá nhiều. Mấy năm tao ở không phải với chồng tao cũng do mày đạo diễn. Ngày nay là cơ hội tao đòi nợ mày. Bà Hồ xưởng trưởng xin bà quỳ xuống, tao sẽ dung mạng sống cho mày. Mày là thằng không chuyện gì ác mà không làm. Trong quá khứ mày đã hại cuộc đời tao, lại hại luôn em tao trong tuổi vị thành niên. Lại A Hùng, tao cho mày biết, hôm nay tao thay mặt cho họ mà trừ khử mày. Xin bà cứu một mạng tôi, bà Dung. Một tiếng nổ chát chúa nữa vang lên. Tên lưu manh nằm dài không nhúc nhích. Vợ Hồ Mộc Kỳ cười lên một tràng cười như điên. Sau đó nàng kê khẩu súng vào mạng tang mình mà lấy cò. Thân hình bà ta té nằm dài trên mình của Lại A Hùng.